Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 154. Màn đêm vô tận, vầng trăng lơ lửng cô độc. Trong một góc tối của rừng huyết trên đảo Thiên Thủy, nơi ánh trăng không thể chiếu tới, những cột đá được xếp thành hình tròn, từng bóng người ngồi xếp bằng trên cột đá. Trên người họ đều ngưng tụ một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Họ đều là những tà tu tiếng tăm lừng lẫy ở biển Khô Huyền. Tuy nhiên, so với người đứng giữa không trung ở giữa vòng tròn, ai nấy đều tỏ ra kém cỏi hơn rất nhiều. Ngay cả Tân Phong, người được xếp hạng trong top 10 tà tu hàng đầu của biển Khô Huyền trên cột đá, cũng có thể nhìn ra chênh lệch rất lớn so với người này. Người này được bao phủ trong ma diễm màu đen, và chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ của hắn ta. Trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Huyết khí lan tràn, người ngồi khoanh chân trên cột đá không nói lời nào, khiến bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Phụt, ánh lửa bập bùng, những bóng người trong ma diễm đang cháy như thể mở mắt ra. Trong mắt những bóng người trên cột đá đều lộ ra vẻ dè chừng, ai nấy đều chắp tay cung kính hành lễ. Con chăn vảy xanh đã chết, người trong ma diễm cất giọng nói khản đặc. Đã chết, Tân Phong mặc áo màu lam, nhướng mày nói, Diệp Tử Lăng đã tới rồi, nữ nhân này hơi phiền phức. Kiếm ý của nàng ta quá mạnh đến mức ban đầu ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Thực lực của nữ tử này còn đáng sợ hơn lời đồn thổi. Tốt xấu gì chăn vảy xanh cũng yêu thú cấp vương, nhưng lại chẳng có sức chống cự khi ở trước mặt nàng ta. Hắn ta có ấn tượng sâu sắc với Diệp Tử Lăng, nhất là cảnh tượng biển mây vô tận, ngưng kết thành đôi cánh chim rũ xuống trên lưng đối phương. Cảnh đó dù đứng cách xa bao nhiêu nhưng vẫn có thể cảm nhận được phong mang lóe lên trên người Diệp Tử Lăng. Vậy bọn họ cũng đã biết tin tức về huyết diệm Long Văn Kim rồi hả? Người đàn ông trong ma diễm lại lên tiếng. Đã biết rồi, ta lén đến gần và nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Tiếc là, ta bị một tên nhóc phát hiện, rất kỳ lạ. Trong mắt Tần Phong hiện lên vẻ lạnh lùng, nếu không có tên nhóc kia, hắn có thể ẩn mình lâu hơn nữa. Tìm hiểu kỹ càng về Diệp Tử Lăng và xem thử rốt cuộc nàng ta có bị thương hay không. Một câu nói vu vơ rõ ràng, lại khiến nam tử trong ma diễm im lặng. Dường như hắn ta đã nhớ ra điều gì đó. Im lặng một lúc lâu, Tân Phong thận trọng nói, ta đoán Diệp Tử Lăng rất có thể đã bị thương. Nếu tối nay mọi người ra tay có lẽ sẽ có niềm vui bất ngờ. Ý tưởng này của hắn vô cùng táo bạo, ăn nói rất thận trọng, nhưng trong mắt lại không che giấu được vẻ điên cuồng. Ha ha, người có chắc nguyên thạch của huyết diệm Long Văn Kim nhất định sẽ ra đời không? Việc này, Tân Phong do dự một chút, tin tức này vô tình bị một ít người trong đám yêu thú nghe được. Tuy nhiên, nguyên thạch của huyết diệm Long Văn Kim có thể chỉ là một bảo vật bình thường đối với cá nhân. Nhưng đối với một tông môn siêu cấp trong hoang cổ vực, thì nó là một căn cơ rất khó tưởng tượng được. Nguyên thạch của huyết diệm Long Văn Kim chính là hạt giống sinh ra mạch khoáng. Nhưng suy cho cùng, hạt giống phải được chăm sóc và bảo vệ mười mấy năm thì mới có thể phát triển thành huyết diệm Long Văn Kim sau mấy trăm năm. Chỉ có nằm trong tay các tông môn siêu cấp, nguyên thạch này mới phát huy được giá trị lớn nhất. Nó là báu vật mà không ai có thể tưởng tượng và kiểm soát được. Việc này đúng đến 8-9 phần. Yêu thú của đáy biển gần đó trời sinh đã cực kỳ nhạy cảm với khí tức của các mạch khoáng. Nhưng dù sao cũng là huyết diệm Long Văn Kim, không ai có thể cam đoan nó sẽ ra đời trong vòng 7 ngày. Chắc chắn 99%. Tân Phong nghiền ngẫm một lát, trầm giọng nói. Vậy cũng không thể chắc chắn, nếu đã không chắc, sao ngươi lại đắc tội Diệp Tử Lăng? Nàng ta là con gái ruột của trưởng môn Phù Vân. Ai nấy đều bảo, người điên, nhưng điên thì không sợ chết à. Giọng nói trong ma diễm chế nhạo, Tân Phong cảm thấy áp lực như núi, không dám phản bác. Nhớ đâu thật sự có nguyên thạch thì sao? Một tà tu trên cột đá hỏi. Ha ha, ha ha, bóng người trong ma diễm mất kiểm soát cười lớn, khiến người ta rùng mình, toàn thân khó chịu. Nếu có đủ lợi ích, dĩ nhiên đáng giá đi mạo hiểm, Tân điên, người nói đúng không? Ánh lửa bập bùng, nam tử trong ma diễm nam tử cười lạnh lùng. Đó là dĩ nhiên, Tân Phong vội vàng gật đầu, nơi đóng quân của Phù Vân Kiếm Tông chắc hẳn có Trô Nhơ lão cảnh giới thần đan canh giữ, ít nhất là hai người. Lại có tà tu lên tiếng, họ biết rất rõ thực lực nơi đóng quân của Phù Vân Kiếm Tông trên đảo Thiên Thủy. Ta có cách của ta, ngươi không cần lo lắng chuyện này. Mấy năm nay Phù Vân Kiếm Tông đã lụi bại rất nhiều, chỉ có thể dựa vào một nữ nhân chèo chống. Huyết diệm Long Văn Kim, ngươi nhất định phải xuất thế. Nếu không... ta sẽ không thể ra tay với nàng ta. Hu hu hu, ta nhút nhát lắm, hu 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 hu. Bóng người trong ma diễm cất giọng khàn khàn đầy ác ý, lúc thì khóc lát lại cười. Những tà tu khác trên cột đá nổi da gà khắp người.
họ cũng là tà tu, nhưng họ luôn run rẩy sợ sệt trước mặt nam tử này. Tần Phong bị gọi là kẻ điên, nhưng ở trước mặt người này, hắn không thể nổi điên. Trong khu rừng đá màu máu, Lâm Nhất xuyên qua màn đêm dưới ánh trăng. Không lâu sau, hắn đã trông thấy nhóm Diệp Tử Lăng ở tận sâu trong rừng đá. Đống lửa đang cháy, mấy người họ đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, vẻ mặt hơi nặng nề. Có vẻ như nơi đây hẳn là nơi Nguyên Thạch ra đời. Thấy Lâm Nhất đã trở lại, Diệp Tử Lăng mở mắt, gật đầu với hắn. Nàng ta bị trúng độc nặng, môi tím tái, trông có vẻ yếu ớt, nhưng vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo giữa ấn đường vẫn không giảm đi bao nhiêu. Cuối cùng cũng đành lòng quay lại rồi. Nếu không quay lại, ta còn tưởng rằng Lâm Sư Huynh sẽ lấy nguyên liệu yêu thú rời đi cơ. Dù sao Huynh cũng là kỳ tài leo lên được đỉnh núi Thánh Kiếm, không đáng giá khi chết cùng ta. Mấy đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông tỏ ra bất mãn, thanh niên vừa lên tiếng là Lưu Thanh Nghiêm. Từ lúc ra khỏi tông môn hắn ta vẫn luôn coi thường Lâm Nhất. Vừa rồi, mọi người còn sợ hãi nhưng Lâm Nhất chỉ nhìn vào cơ thể của con chăn xanh. Sự bất mãn của hắn ta đã đạt tới đỉnh điểm, không nhịn được châm chọc một câu. Lâm Vân mỉm cười với hắn ta, không để ý đến tên này nữa mà thẳng về phía Diệp Tử Linh đang dựa vào cột đá. Thấy hắn tỏ thái độ thờ ơ, Lưu Thanh Nghiêm chợt nghẹn họng, đành nuốt cục tức trở lại. Này, cho tỷ, Lâm Nhất lấy ra bình ngọc chứa mật rắn, duỗi tay đưa cho đối phương. Diệp Tử Lăng mở mắt ra, trong mắt cực kỳ sốc, một lúc lâu sau không nói gì. Những người khác lén liếc qua, ngoài Liễu Nguyên ra, mọi người đều không rõ Lâm Nhất đang cầm thứ gì trong tay, vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta nhận ra đó là túi mật của con chăn vảy xanh, nhưng túi mật được bọc trong nọc độc khiến người bình thường không thể lấy được. Vị tiểu sư huynh này khá giỏi, có thể trở thành đệ tử thân truyền chữ thiên, sợ là kiếm được không ít chỗ tốt. Liễu Thanh Nghiêm cảm thấy không ổn, bèn nước miếng, thấp giọng hỏi Liễu Nguyên, Lục ca, đó là gì thế? Liễu Nguyên rất tốt tính, hắn ta thành thật nói, đây hẳn là túi mật của con chăn xanh, nhưng ta không biết sao hắn lại có được, trên người được lớp vải bao. Bọc, xê ta muốn cắt ra cũng cực kỳ khó khăn. Túi mật của rắn được bao quanh bởi nọc độc đáng sợ, có thể xâm nhập vào các cơ quan nội tạng qua lỗ chân lông. Chưa kể tới việc lấy mật, chỉ mới đến gần thôi đã có nguy cơ bị trúng độc rồi. Hít, mấy đệ tử than truyền khác hít hà khí lạnh và tỏ ra rất sốc trước những gì Liễu Nguyên nói. Phùng Trương nhỉnh hơn một chút, hắn ta khác với những đệ tử thân truyền khác. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Nhất thực sự chỉ đứng yên tại chỗ. Liễu đại ca, mật rắn này có thể giải độc được cho sư tỷ hả? Hai mắt Tiểu Vũ Nhược sáng rực, vui vẻ hỏi. Liễu Nguyên gật đầu, có lẽ không sai. Hắn ta vừa thốt ra lời này, sắc mặt Liễu Thanh Nghiêm lập tức trở nên cực kỳ xấu xí, biểu cảm xấu hổ tột độ. Thì ra Lâm Nhất vốn chẳng tham lam nguyên liệu yêu thú. Hắn đang tìm cách giải độc cho Diệp Tử Lăng, thậm chí sẽ gặp phải rủi ro rất lớn. Bùm, âm thanh kim loại không ngừng va chạm vang vọng giữa trời đất, bóng rồng khổng lồ màu máu lao vút lên trời và chui vào tầng mây. Huyết Diệm Long Văn Kim. Lúc này vẻ mặt vốn thoải mái của Lâm Nhất cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Vút, trong khoảnh khắc ánh sáng màu máu mênh mông cuồn cuộn lao lên 9 tầng mây, rồi hóa thành ánh sáng màu máu và nhuộm đỏ tươi bầu trời trong phạm vi hàng trăm. Động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên vượt xa dự đoán của nhóm Diệp Tử Lăng, sợ là đám tà tu mà họ từng đánh nhau trước đó có thể chạy tới trước tiên. Nét mặt nhóm Liễu Nguyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng sau đó lập tức trở nên căng thẳng, động tĩnh này quá lớn. Bùm bùm bùm, mặt đất đột nhiên rung chuyển, chỉ thấy mặt đất tỏa sáng kia không ngừng toát ra vệt sáng từ những vết nứt. Khi vết nứt mở ra, nhiệt độ trong không khí tăng vọt, hơi thở cổ xưa thoát ra ngoài từng chút một. Đại sư tỷ, giờ có thể chắc chắn đây là nguyên thạch Huyết Diệm Long Văn Kim rồi nhỉ? Cả người Phùng Trương khẽ run rẩy, vừa hồi hộp vừa thấp thỏm lo âu nói. Phút Lâm Nhất lóe mình, đáp xuống bên cạnh Diệp Tử Lăng rồi lẩm bẩm, thời gian Huyết Diệm Long Văn Kim ra đời sớm hơn dự kiến mấy ngày. Sắc mặt của những người khác lập tức tối sầm lại, điều đó có nghĩa là rất có thể các cao thủ của Phù Vân Kiếm Tông không đến kịp ngay hôm nay. Trừ khi, trưởng môn tự mình nhúng tay vào chuyện này, bằng không ít nhất phải nửa ngày nữa các cao thủ của tông môn mới tới kịp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Tử Lăng không giấu giếm mà nói thật với mọi người. Hai mắt Liễu Nguyên sáng lên, trầm giọng nói, nếu chỉ phải canh giữ chừng nửa ngày, có thể gửi tín hiệu cho các trưởng lão đóng quân ở đây. Phút hắn ta vừa nói xong, một đóa pháo hoa màu xanh đã được thắp sáng trên bầu trời nơi Phù Vân Kiếm Tông đóng quân tại đảo Thiên Băng. Pháo hoa cực kỳ bắt mắt trên bầu trời và có thể nhìn thấy rõ ràng từ bất kỳ góc nào của đảo Thiên Thủy.
nơi đóng quân đã bị tấn công. Sắc mặt Lưu Nguyên bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta vốn luôn đặt hy vọng lớn vào hai vị trưởng lão cảnh giới thần đan ở nơi đóng quân, bây giờ rõ ràng có chút không kịp trở tay. Trong dự đoán, mặt mày Diệp Tử Lăng bình tĩnh, không chút nao núng. Đến rồi, Lâm Nhất thầm nhủ một câu trong lòng, có mấy luồng khí huyết sát trong rừng đá máu, lao vút lên trời xông về nhóm họ đang ở. Tân Phong, Liễu Nguyên đưa mắt nhìn qua, trông thấy một bóng người màu lam rất bắt mắt ở cuối tầm nhìn. Tân Phong không thể tạo ra sóng gió lớn gì, chỉ cần quái vật đứng đầu bảng xếp hạng ở biển Khô Huyền không tới thì hết thảy đều dễ n kẻ xếp thứ nhất có lai lịch thế nào, Lâm Nhất cau mày hỏi. Vào đêm trăng tròn trước đó, Diệp Tử Lăng từng nhắc đến người này, hắn có thể cảm nhận được sự kiêng dè từ trên người nàng ta một cách rõ rệt. Diệp Tử Lăng khế nói, người đó tên là Lôi Ưng, hắn là một đệ tử bị bỏ rơi của tông môn siêu cấp thuộc ma đạo, tinh thông hai loại ý chí võ đạo là lôi đình và hỏa diễm, tu vi hẳn đã đạt tới cảnh giới bán bộ thần đan. Bán bộ thần đan, đồng tử Lâm Nhất co rút mạnh, điều này hơi khoa trương rồi. Những tà tu có cảnh giới thần đan là sự đe dọa quá lớn với nơi đóng quân của tông môn. Tứ đại tông môn đã ngầm ký kết thỏa thuận, hễ tà tu có cảnh giới thần đan xuất hiện lâu trên đảo Khô Huyền thì tứ đại tông môn phải bắt tay diệt trừ kẻ đó bằng mọi giá. Lôi Ưng này đang mắc kẹt ở cảnh giới bán bộ thần đan. Danh tiếng cực kỳ đáng sợ khắp đảo Khô Huyền, đông đảo tà tu đều tuân theo mệnh lệnh của hắn ta. Biểu cảm của Nguyên trở nên nặng nề, giải thích một hồi với Lâm Vân. Ngày thường tên này rất thận trọng, hoàn toàn không gây phiền toái gì cho tứ đại tông môn. Mọi người đều nhắm mắt làm ngơ khi hắn ở lại đảo Khô Huyền. Nhưng lần này, nếu hắn ta thực sự là kẻ đầu sỏ, chắc chắn sẽ không bỏ qua huyết diệm Long Văn Kim. Ngày thường, nếu không gây sự với tứ đại tông môn, là không muốn mạo. Hiểm vì chưa đủ lợi ích, nhưng chỉ cần hắn ta nhận được tin tức về bảo vật quý hiếm như huyết diệm Long Văn Kim, thì không có lý nào không dao động cả. Chắc chắn không phải hắn ta tình cờ ở gần đảo Thiên Thủy. Nhóm Phùng Trương hơi may mắn nghĩ. Diệp Tử Lăng bình tĩnh nói, trừ hắn ta ra, còn có ai có năng lượng lớn, xúi dục nhiều tà tu vây công nơi đóng quân của Phù Vân Kiếm Tông chúng ta như vậy. Việc này, mấy người họ không nói nên lời và vẻ mặt cũng trở nên khó coi rắc. Ngay khi họ đang trao đổi nhanh chóng, các vết nứt lan rộng trên mặt đất hoàn toàn sụp đổ, vô số tảng đá to nổ tung. Trong làn khói bụi bay lên, một viên đá quý kim loại to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh toát ra vẻ đẹp vô song tuyệt trần. Viên ngọc tròn trịa, mịn màng như huyết ngọc, sáng ngời hấp dẫn, nhưng lại cực kỳ giòn mềm, giống như một loại trái cây có thể cắn một miếng. Lâm Nhất biến sắc, hắn cảm nhận luồng khí sắc bén khó mà tưởng tượng từ trong viên ngọc này. Trông nó không lớn, nhưng trọng lượng lại nặng đến mức đáng kinh ngạc. Thật khó mà tưởng tượng nếu chế tạo một thánh binh từ vật này thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Thình thịch, máu huyết khắp người Lâm Nhất sôi trào, tim đập điên cuồng, Thương Long Thánh Thiên Quyết đột nhiên bắt đầu xoay chuyển. Trong lòng hắn bỗng trào, dâng một khao khát điên cuồng, muốn nuốt trứng trái cây này giống như người khác nhìn thấy nước suối. Kỳ lạ, Lâm Nhất bình tĩnh, cố nén khao khát này, nhưng Thương Long Thánh Thiên Quyết thực sự có hứng thú với một hòn đá. Đây lại không phải là thiên tài địa bảo, hay là dị quả long huyết. Chờ đã, long huyết, trong đầu Lâm Nhất ong lên rồi nổ tung, hắn chợt nghĩ tới một điểm mấu chốt nào đó. Huyết diệm Long Văn Kim. Chẳng lẽ thứ này thật sự là mấu chốt giúp Thương Long Thánh Thiên Quyết thăng cấp lên tầng thứ 6? Thân xác mãi không thể đạt đến Thương Long Thánh Thể, là do thiếu cơ hội này phải không? Theo lẽ thường, chân Long Thánh Dịch mà hắn đã luyện hóa trước đó hoàn toàn đủ để thăng cấp Thương Long Thánh Thiên Quyết đến tầng 6. Nhưng từ đầu tới cuối hắn cứ mắc kẹt mãi ở đây. Đã nửa năm trôi qua mà vẫn ở cảnh giới tầng thứ 5. Vèo, Diệp Tử Lăng vung tay lên, xuyên qua màn máu dày đặc. Cầm viên ngọc màu máu rực rỡ chói mắt trong lòng bàn tay. Năng ghê, vẻ mặt Diệp Tử Lăng thay đổi rõ ràng, không khỏi nói, cửu phẩm thánh văn. Thánh văn in trên huyết diệm Long Văn Kim đã đạt đến cửu phẩm, khiến mọi người đều kinh ngạc. Thánh văn chia làm cửu phẩm, bên trên cửu phẩm chính là thần văn. Họ không dám nghĩ tới thần văn bởi nó gần như trở thành truyền thuyết, chưa ai từng thấy. Trong mắt hầu hết mọi người của thế giới Côn Luân, thánh văn cửu phẩm tương đương với cấp cao nhất. Đó là một sự tồn tại khó mà tưởng tượng. Một lúc sau, trên mặt Diệp Tử Lăng lộ ra vẻ mất sức, nàng ta nhìn Lâm Vân rồi nói, nặng quá. Lâm Nhất, chắc đệ từng luyện thể thần quyết rồi đúng không? Lâm Nhất nhìn đối phương, chậm rãi gật đầu. Đệ cầm đi, nói xong, nàng ta dứt khoát đặt luôn nguyên thạch của huyết diệm Long Văn Kim vào tay Lâm Nhất. Giá trị của nguyên thạch này rất khó tưởng tượng được. Cho dù chúng ta đều phải mất mạng,
để cũng phải mang được nó về Phù Vân Kiếm Tông. Diệp Tử Lăng bình tĩnh, bí mật truyền âm. Nặng quá, Lâm Nhất cầm huyết diệm Long Văn Kim trong lòng bàn tay, loạn choạng suýt ngã xuống đất, không phải vì nguyên thạch này quá nặng. Mà là những gì Diệp Tử Lăng nói chẳng khác gì lời căn dặn nào đó trước khi liều chết. Có thực sự khoa trương như vậy không? Một lôi đình thôi mà phải làm đến độ sinh ly tử biệt như vậy ư? Hắn chưa từng nghĩ tới điều này trước khi rời khỏi tông môn. Lâm Nhất phản ứng lại, huy động khí lực để ổn định cơ thể và thử một lần. Đúng như dự đoán, quả nhiên không thể bỏ nguyên thạch huyết diệm Long Văn Kim này vào túi trữ vật. Sau rất nhiều nỗ lực, hắn đã đựng nó vào hộp kiếm trên lưng. Bùm, khoảnh khắc cõng hộp kiếm trên lưng, nét mặt Lâm Nhất trở nên nặng nề và trực tiếp đứng không vững. Dường như nguyên thạch huyết diệm Long Văn Kim có linh trí yếu ớt. Nó muốn vùng vẫy thoát ra ngoài theo bản năng, khiến trọng lượng tăng vọt, làm hắn như đang gánh một ngọn núi trên lưng. Dĩ nhiên Lâm Nhất không phục rồi, hắn nghiến răng thúc giục Thương Long Thánh Thiên Quyết, Long Văn Tử Kim bỗng xuất hiện trên người. Cuối cùng, hắn cũng khống chế được nguyên thạch huyết diệm Long Văn Kim vào hộp kiếm, thân thể lại đứng vững, thẳng tắp như một lưỡi kiếm. Diệp Tử Lăng, chúng ta lại gặp mặt rồi, ha ha ha. Vừa mới làm xong mọi việc thì tiếng cười chói tai đã vang lên. Hơn 10 bóng người xuất hiện trước mặt họ, người thanh niên mặc áo lam dẫn đầu chính là Tân Phong, người mà hắn có duyên gặp mặt một lần cách đây vài ngày. Ở hai bên của hắn ta, mỗi bên đều có một người, tu vi đã đạt đến cảnh giới tỉnh tượng, có thể so với chấp sự của Phù Vân Kiếm Tông. Ngoài ra, còn có mấy bóng người đang chạy tới từ ngoài đảo, những người này không biết huyết diệm Long Văn Kim đã ra đời. Nhưng bầu trời nhuộm đỏ máu và động tĩnh lớn như vậy, bất cứ ai không phải là kẻ ngốc đều biết có dị bảo được sinh ra. Huống hồ đám tà tu này lần lượt chạy tới, chỉ riêng đám tà tu trước mặt họ cũng đủ khiến nhóm Lâm Nhất đau đầu rồi. Bên chỗ họ, chỉ có Liễu Nguyên là có tu vi đạt đến cảnh giới tinh tượng. Diệp Tử Lăng đã tu luyện kiếm ý thông thiên thành công, trái lại có thể vượt giới chiến đấu, đa số cảnh giới tinh tượng đều không phải là đối thủ của nàng A. Nhưng Tần Phong, thanh niên mặc áo lam là tà tu đứng thứ 10 ở đảo Khô Huyền lại không dễ đối phó như vậy. Trận hình lớn như vậy, Lôi Ưng còn muốn nấp đến bao giờ mới xuất hiện? Diệp Tử Lăng liếc nhìn, nhưng không thấy bóng dáng Lôi Ưng bèn lên tiếng thăm dò. Nàng ta hy vọng đối phương sẽ tự mình ra tay tấn công nơi đóng quân, như vậy tình cảnh của họ sẽ tốt hơn nhiều. Dường như Tần Phong biết nàng ta đang nghĩ gì, nhoẻn miệng cười nói, đối phó một con nhóc như ngươi, còn cần Lôi lão đại ra tay ư? Diệp Tử Lăng, ngươi coi trọng mình quá rồi đấy, ha ha ha. Đám tà tu đều cười rộ lên không chút kiêng dè, rất nhiều người trong số họ nhìn Diệp Tử Lăng bằng ánh mắt đầy dâm dục, cản rỡ quan sát nàng ta. Con nhóc này trông cũng không tệ, nhưng hơi non. Một lão già nhìn chằm chằm lên người Vũ Nhược, trước mặt lập tức sáng ngời. Tiểu Vũ Nhược chưa từng thấy trận hình như vậy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Đừng sợ, Lâm Nhất chặn lặng lẽ chắn nàng ấy ở sau người mình. Diệp Tử Lăng, đưa nguyên thạch ra đây, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi biết được tin tức về huyết diệm Long Văn Kim. Nếu hôm nay ngươi không giao nó ra, chúng ta sẽ huyết tẩy đảo Thiên Thủy, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn thoát. Ánh mắt Tân Phong lạnh lùng, nhìn chăm chằm vào Diệp Tử Lăng. Trong số những người này, ngoại trừ Diệp Tử Lăng ra, cũng chỉ có Liễu Nguyên là người đáng được chú ý một chút. Hắn ta có thể giữ chân Diệp Tử Lăng, còn hai người bên cạnh hắn ta bắt tay nhau đối phó với Liễu Nguyên, đối phương chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Dù thế nào đi nữa, đám người này cũng chẳng thể gây ra được sóng gió nào. Phút, hơn chục bóng người lặng lẽ tản ra, vây quanh nhóm Lâm Nhất, chặn hết mọi đường lui. Lâm Nhất nhìn ba người Tân Phong ở trước mặt, tình thế thực sự nghiêm trọng, thảo nào trước đó Diệp Tử Lăng lại có ý liều chết. Tiền đề mọi chuyện còn là tên quái vật Lôi Ưng vẫn chưa xuất hiện. Nếu thật sự hắn ta đang ở trên đảo Thiên Thủy, thật khó tưởng tượng cục diện sẽ bế tắc đến nhường nào. Âm thanh phá không liên tiếp vang lên. Trong lúc Diệp Tử Lăng và đám người Tân Phong giằng co, rất nhiều tà tu đã bị dị tượng này thu hút. Một lúc sau, vô số thân ảnh tập trung trên không trung, khí tức của một số người trong đó còn khá mạnh. Tình hình càng lúc càng có lợi cho đám người Tân Phong, rắc rối nhất chính là Tân Phong và hai ác tu có cảnh giới tinh tượng bên cạnh hắn ta. Diệp Tử Lăng, ngươi còn muốn trì hoãn đến khi nào? Mau giao nguyên thạch ra đây, Tân Phong hơi nheo mắt, liếm đôi môi nứt nẻ của mình, cười nham hiểm nói. Sắc mặt Diệp Tử Lăng khẽ thay đổi, nàng ta liếc mắt nhìn xung quanh, sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh nói, không đến nửa ngày nữa, trưởng lão của Phù Vân Kiếm Tông sẽ tới đây, đến lúc đó các ngươi đừng hòng chạy thoát. Lời nói của nàng ta lập tức gây ra một trận chấn động trong đám tà tu, đám người này cũng là những người sắp chết tụ tập lại.
đầu dựa vào lời hứa và uy tín của Lôi Ưng, miễn cưỡng tập hợp lại với nhau không chút đoàn kết, có bao nhiêu người nguyện bán mạng cho hắn ta vẫn còn là một ẩn số. Khi nghe tin trưởng lão Phủ Vân Kiếm Tông sẽ tới trong nửa ngày nữa, khó tránh khỏi lòng người thấp thỏm lo âu. Sắc mặt Tân Phong cũng khẽ biến, cười nhếch miệng nói, cô nương nói cái gì thì là cái đó sao? Phủ Vân Kiếm Tông là tông môn xếp hạng cuối trong 4 tông môn, sớm đã không phải là Phủ Vân Kiếm Tông năm xưa nữa, các người ai cũng là nhân vật liếm máu trên lưỡi đao, lại bị mấy câu nói của con danh này dọa sợ sao? Tên cường giả đeo trường kiếm trên lưng bên trái cười nham hiểm nói, cho dù nửa ngày nữa có người tới, bọn chúng có trụ được đến lúc đó không? Rắc rối rồi, có 3 tên này ở đây, đám tà tu kia sẽ không dễ bỏ cuộc, Liễu Nguyên cau chặt mày, trầm giọng nói. 3 người này có lai lịch thế nào? Liễu Nguyên nhẹ giọng nói. Giọng của hắn ta rõ ràng có chút bất lực, người bên phải được gọi là Tiêu Khôn, mặc dù không được xếp vào 10 tà tu đứng đầu ở biển Khô Huyền, nhưng cũng không cách quá xa, thực lực của hắn ta ngang bằng với ta. Còn về đao khách mà các người vừa nói, hắn tên là La Khuê, cảnh giới tỉnh tượng đại thành, giết người như điên, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đến trụ sở của Tứ Tông cũng dám xông vào. Lâm Nhất khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Tân Phong là người đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng biển Khô Huyền, cộng thêm 2 tà tu cảnh giới tinh tượng, đủ để ổn định tâm lý của đám tà tu kia, khiến cho bọn chúng dám đối đầu với Phủ Vân Kiếm Tông. So với thực lực của đối phương, chênh lệch giữa hai bên là quá rõ ràng, chỉ có Liễu Nguyên và Diệp Tử Lăng có thể chiến đấu cùng đối phương. Đám tà tu kia chỉ chính là cỏ đầu tường, có lợi không chiếm chắc chắn không phải tính cách của bọn chúng. Nếu như, ta có thể hãm chân La Khuê thì sao? Lâm Nhất đột nhiên mở miệng. Nhìn về phía đao khách kia, nhẹ giọng nói. Ngươi đang đùa với ta đấy à? Liễu Nguyên nhìn Lâm Nhất với vẻ khó tin, nếu Lâm Nhất có thể giữ chân La Khuê, vậy thì bọn họ sẽ chiến đấu với đám tà tu này, mở ra một con đường máu. Nhưng có thể không, đừng nói là giữ chân, chỉ sợ vừa mới đối mặt, đã bị hạ gục ngay lập tức. Lâm Nhất lúc này không cố ý hạ giọng xuống, khoảnh khắc hắn nói ra, tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều rơi trên người Lâm Nhất. Ngay cả Diệp Tử Lăng trong mắt cũng lóe lên một tia quỷ dị phú của Lâm Nhất hơn người, lại nắm giữ thanh tiêu thập tam kiếm, nhưng La Khuê dù sao cũng là tồn tại ở cảnh giới tinh tượng, chưa cần so sánh tới kiếm đạo, chỉ tu vi thôi cũng đủ để đè bẹp Lâm Nhất rồi. Mặc dù thiên ha ha hai rất nhiều tà tu sửng sốt, sau đó cười lớn. La Khuê cười nói, Phủ Vân Kiếm Tông những năm này thật sự suy tàn rồi, vậy mà lại để một thằng nhóc cảnh giới thiên phách ra mặt. Thật sự không còn người nữa sao? Phế vật như ngươi, cũng muốn giết ta ư, thật không biết xấu hổ. Giết người sao phải xấu hổ cơ chứ? Lâm Nhất nhàn nhạt nói, ta sợ rằng ngươi không có bản lĩnh đó. Một đám lâu la dây dưa mất thời gian, rốt cuộc đang sợ điều gì? Lôi Ưng không xuất hiện, các ngươi không dám động thủ phải không? Nói cho cùng chẳng qua chỉ là một đám hèn nhát mà thôi. Lâm Nhất có một suy đoán, đám người này mãi không động thủ. Có lẽ Lôi Ưng thật sự đã gặp rắc rối gì đó. Nếu mình có thể cầm chân La Khuê, Diệp Tử Lăng có cơ hội rất lớn cùng mọi người giết ra. Chỉ cần có thể lấy nguyên thạch ra khỏi đảo Thiên Thủy trước khi Lôi Ưng quay lại là được rồi. Thằng nhãi này điên rồi à? Từng gặp qua người điên, nhưng chưa gặp qua người không sợ chết, chỉ là cảnh giới thiên phách còn con, lại dám khiêu khích La Khuê hết lần này đến lần khác. Hắn ta lẽ nào không biết cảnh giới tinh tượng có nghĩa là gì sao? Gạch dưới đúng là muốn tìm chết. Lời nói của Lâm Nhất đã gây nên phẫn nộ trong đám tà tu, nhiều kẻ nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ và mỉa mai. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi, trong mắt La Khuê lóe lên một tia hàn ý, trên mặt là nụ cười hung ác, huyết khí toàn thân dâng trào. Cẩn thận, sắc mặt Diệp Tử Lăng khẽ biến, vội vàng nhắc nhở hắn. Bóng dáng của Lôi Khuê biến mất trong không trung, khi hắn ta xuất hiện một lần nữa, lưỡi đao đã rơi trên người của Lâm Nhất. Rầm, đao quang rực rỡ, chiếu sáng mọi hướng. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào. Mát, nhanh quá, thực lực của cảnh giới tỉnh tượng quả nhiên áp đảo, trước mặt hắn ta, những người khác còn không bằng một con kiến. Cạch, nhưng khi đao cân tan biến, thân ảnh của La Khuê xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc phát hiện, Lâm Nhất đã âm thầm biến mất, vài mảnh quần áo trên người cũng lặng lẽ rơi xuống. Trốn cũng khá nhanh đấy. Một kích không trúng, mắt La Khuê hiện lên hàn ý, lòng bàn tay nhuốm đầy. Huyết quang, hắn ta lại một lần nữa ra tay. Một đao nhanh như chớp, quang đao ngưng tụ trên không trung. Thân thể Lâm Nhất khẽ động, tránh được đòn này trong gang tấc. Chết La Khuê lật tay ấn xuống, đao trong tay đâm về phía Lâm Nhất từ trên xuống, giống như một ngọn núi đè ép. Rầm rầm rầm, đồng thời,
hắn ta dùng uy áp của cảnh giới tinh tượng, thật sự bạo phát, nếu như là cảnh giới thiên phách bình thường, vào giây phút tiếp xúc với áp này, sẽ lập tức không thể cử động, thậm chí máu sẽ bị đông lại. Ánh đao sắc bén với áp lực vô song, đè ép khiến cho không khí nổ tung, không ngừng lao về phía Lâm Nhất. Áp lực quá mạnh, sắc mặt Lâm Nhất trở nên lạnh lùng, nháy mắt kích hoạt Thương Long Thánh Thiên Quyết, từng đạo văn rồng màu tím vàng hội tụ trong đôi tay hắn, sau đó là tiếng rồng ngâm, hai tay bắt chéo, tỏa ra ánh sáng vàng kim, những hoa văn này quấn quanh, cứng chắc như tấm bảo hộ bằng kim loại. Ngay khi đao quang chém xuống và tạo ra những tia lửa chói tai, Lâm Nhất mạnh mẽ tiếp lấy một đao này bằng cả hai tay. Xoạt, giây phút chạm nhau, âm thanh kinh hoàng lập tức vang lên, cơ thể Lâm Nhất như đạn pháo nổ tung và bay ra ngoài. Đợi đến khi chạm đất, mặt đất sụp đổ và nổ tung, khói bụi mịt mờ. Lâm Nhất quỳ một chân trên đất, từ từ đứng dậy, vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, trong đó hiện lên kinh ngạc và sợ hãi, vẻ mỉa mai giễu cợt trước đó đã hoàn toàn biến mất. Vậy mà vẫn không chết, đao cuối cùng của La Khuê, không hề lưu tình, chậm chí còn sử dụng uy áp của cảnh giới tinh tượng. Vẻ mặt Lâm Nhất vô cùng bình tĩnh, nếu đạo chân nguyên với đối phương, vậy chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể dựa vào thân pháp và sức lực cơ thể để chống cự, nếu tìm được sơ hở, vào lúc đối thủ không ngờ tới mà thi triển kiếm ý thông thiên, mới có một tia cơ hội mỏng manh giết chết đối phương. Điều này, chỉ có thể thực hiện nếu đối phương sơ ý. Tuy nhiên, nếu dùng thân phận công tử Táng Hoa, thổi khúc Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu, để Âm Vương Hầu hòa nhập với kiếm ý thông thiên, sẽ là một cục diện khác. Tiếp xúc vừa rồi với La Khuê cũng giúp Lâm Nhất hiểu rõ hơn về thực lực của chính mình. Nếu không có Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu loại thánh khí này, đối diện với áp lực của cường giả, những thủ đoạn của hắn có chút không đủ dùng. Điểm yếu về tu vi, lúc này hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Thật là nhìn không ra, ngươi là võ giả luyện thể. Vậy mà đỡ được một đao của ta, có điều kịch hay mới bắt đầu mà th, nét mặt La Khuê trở nên hung hãn, tỉnh táo hơn. Doạt, hắn ta lao xuống như tia chớp, bắt đầu giao chiến với Lâm Nhất trong hư không, đao quang của hắn vô cùng dữ tợn, và lại trong lúc tấn công, huyết sát trên thân thể hòa nhập hoàn hảo với vũ khí, đao quang gầm lên, bên tai dường như vang lên tiếng quỷ khóc sói gào. Dị tượng khủng khiếp và đám máu này, kết hợp với đao pháp nhe nanh múa vuốt, không lâu sau đã khiến Lâm Nhất rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Keng, 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 trong lúc đao quang và long văn tử kim va chạm với nhau, thỉnh thoảng có những tia lửa chói mắt bắn ra, rất nhiều long văn cứng rắn bị đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ. Long văn tử kim có thể đỡ được lưỡi đao, nhưng không thể chặn được sức mạnh trong đó, cỗ sức mạnh xuyên thấu gây ra áp lực cực lớn lên xương cốt Lâm Nhất. Cơn đau lan khắp cơ thể. Ha ha, xương cốt của ngươi cũng khá cứng đớ, La Khuê nhếch mép cười lạnh, vẻ mặt càng thêm điên cuồng. Đám người đứng xem đều kinh hãi đến há hốc miệng, trông vô cùng sửng sốt. Tiểu tử này là loại quái vật gì? Đỡ được đao trước đó cũng thôi đi, chiến đấu trực diện lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn chưa ngã xuống. Thằng nhóc này có chút kỳ quái. Sắc mặt Tần Phong không khỏi trở nên chăm chú, hẳn ta nhớ ra, tiểu tử này là người đầu tiên phát hiện ra nơi ẩn thân của mình. Nếu không phải vậy, hắn ta còn có thể thăm dò nhiều tình báo hơn. Đây chính là thực lực chân chính của nhất sư huynh sao? Phùng Trương, Lưu Thanh Nghiêm và đám đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông hoàn toàn chết lặng, vẻ mặt không thể tin được. Đặc biệt là Lưu Thanh Nghiêm, người trước đây thường gây khó dễ cho Lâm Nhất, cực kỳ coi thường thực lực của hắn, thường xuyên chỉ trích những đãi ngộ của tông môn dành cho hắn. Bây giờ chứng kiến cảnh Lâm Nhất giao thủ với La Khuê, bất giác chống đỡ được mười mấy chiêu thức, điều này đã khiến đám người hoàn toàn bị sốc. Nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh truyền tới, sắc mặt La Khuê dần trở nên khó coi. Hắn ta thậm chí còn nghe thấy có người nghi ngờ về thực lực của mình, có phải chỉ là khoác lác hay không? Đường đường là cảnh giới tinh tượng, đến một tên thiên phách cũng không đối phó được. La Khuê thẹn quá hóa giận, đối với hắn ta mà nói, đây chính là một loại nhục nhã. Đặc biệt là trước khi giao đấu, hắn đã hùng hồn tuyên bố, loại phế vật này đến giết hắn cũng không nguyện ý. Rầm, sau lưng hắn, huyết quang dày đặc không ngừng phóng thích, dị tượng xuất hiện, dung hợp thành một con huyết xà. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà tế ra võ học thánh linh của mình. Tiểu tử ngươi năng lực không tồi, đáng tiếc, cuối cùng cũng phải chết thôi. Vào giây phút thánh linh thành hình, La Khuê gầm lên một tiếng, năng lượng cảnh giới tinh tượng tràn vào đao, con huyết xà phát ra tiếng gầm chói tai. Rào, ánh đao máu dài gần trăm dặm, giống như một cánh buồm lẻ loi, đứng trên đỉnh ngọn sóng cao của đại dương vô tận. Đao quang và huyết xà dung nhập, trở nên sống động như thật, hung hấn chém về phía Lâm Nhất. Võ học thánh linh, lần này chắc sẽ chết rồi chứ.
Đám tà tu đồng thời nghĩ đến, cảnh giới thiên phách còn chưa luyện được. Võ học thánh linh, ít nhất Thương Huyền phủ bọn họ đều không biết. Thân thể của hắn có cứng rắn đến đâu thì cảnh giới cũng giới hạn thực lực, dưới uy áp của võ học thánh linh, nháy mắt hắn sẽ bị băm thành thịt nát. Hừ hừ, khóe miệng Tần Phong hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, hắn ta muốn lấy tên nhóc này thì uy, một khi có thể uy hiếp được Diệp Tử Lăng, cục diện sẽ tốt hơn rất nhiều. Đối với Diệp Tử Lăng nằm trong bảng xếp hạng nhất vạn, cho dù miệng hắn ta có khoe khoang cỡ nào, thì sâu trong lòng vẫn khá sợ hãi. Lâm Nhất, nhìn thấy cảnh này, các đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông đều căng thẳng, thời gian tiếp xúc vừa qua. Bọn họ sớm đã không còn ác cảm với Lâm Nhất nữa, thậm chí còn có ấn tượng tốt về hắn, đặc biệt là sau khi ăn thịt mà hắn nướng, ai nấy đều biết tính tình của hắn như thế nào. Tên này có vẻ ngoài ngạo mạn này, nhưng nội tâm rất tinh tế, không hề tỏ ra kiêu ngạo với bạn bè và đồng bọn của mình. Vẻ mặt của một số người đại biến, bọn họ đều rút ra binh khí, chiến ý trên cơ thể thoáng cái bùng phát. Rầm, nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng từ cơ thể Lâm Nhất bùng. Phát, bầu trời trong nháy mắt biến thành một bức họa màu vàng kim. Thánh linh, đám tà tu trợn mắt há miệng, tất cả kinh hãi bất định, từ khi nào cảnh giới thiên phách cũng có thể tế ra võ học thánh linh vậy. Keng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, gần như ngay lập tức, một con ngân hoàng từ trong thân thể Lâm Nhất bay ra. Kim ô hóa trời, ngân hoàng hóa đất, Lâm Nhất đứng trong hư không, hắn mở lòng bàn tay sau đó nắm mạnh, đất và trời như hai cuộn tranh bị hắn quay tròn trong lòng bàn tay. Ầm ầm ầm, giây phút này, thân thể Lâm Nhất tỏa ra ánh sáng chói lòa, mái tóc đen bay tán loạn, vẻ sắc bén giữa hai lông mày kiêu ngạo vô tận. Hắn nhìn về phía La Khuê đang giết tới, trong mắt lập lòe lửa giận, lạnh lùng nói, một thằng hề nhảy nhót, dám bắt nạt người Phù Vân Kiếm Tông ta, Lâm Nhất này không dễ chết như vậy đâu. Nhật Nguyệt Thần Quyền, Thiên Địa Đồng Tâm, Nhật Nguyệt Thần Quyền, Thiên Địa Đồng Tâm. Lâm Nhất không chỉ tế ra võ học thánh linh, còn có hai thánh linh lớn, Kim Ô cùng Ngân Hoàng đều tự mình phát triển những hiện tượng quái dị kinh người hơn cả huyết xà của La Khuê. Người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra sự khác biệt trong đó, võ học thánh linh mà hai người này thi triển hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu tu vi tương đương nhau, La Khuê sẽ bị đánh bại ngay lập tức, thậm chí chết thảm cũng có khả năng nữa. Nhưng so với La Khuê, tu vi của Lâm Nhất vẫn còn quá yếu, thấp đến mức không có cách nào tưởng tượng nổi. Trước đó hắn dựa vào Thương Long Thánh Thiên Quyết để trụ vững, nhưng hiện tại muốn cứng rắn liều mạng, không tránh khỏi việc phải đả động tới đối kháng chân nguyên. Hoa tinh ma bốc cháy, Lâm Nhất phát ra một tiếng gầm đầy phẫn nộ, hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng, sau đó hoa tinh ma của bảy vùng khí hải lớn, từng đóa nối tiếp một đóa không ngừng bị thiêu cháy. Bùm, trong phút chốc, sự áp bức trên người Lâm Nhất dâng trào, biển hoa phía sau hắn rực cháy. Ôi trời ạ, 42 đóa hoa tinh ma. Điều này sao có thể? Phù Vân Kiếm Tông sao lại có thể xuất hiện loại quái vật thế này? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn chết lặng trước hoa tinh ma trong cơ thể Lâm Nhất. Tu luyện song song hai thánh linh lớn đã vượt quá sức tưởng tượng của người thường, trong khí hải vậy mà còn trồng 6 đóa hoa tinh ma. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì, lá bài tẩy lại nhiều như vậy? Cái này, Lâm Sư Huynh, Liễu Nguyên cũng choáng váng, miệng há hốc không nói nên lời. Hắn dường như mơ hồ hiểu được sự tự tin trong việc cầm chân đối thủ của Lâm Nhất đến từ đâu. Trong mắt Diệp Tử Lăng xẹt qua một tia dao động hiếm hoi, đây là lần đầu tiên nàng ta nghe thấy Lâm Nhất tự xưng là đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông những người khác không hay biết, nhưng nàng ta lại hiểu đối phương chỉ ở lại Phù Vân Kiếm Tông một năm. Chung quy thì hắn cũng chỉ là một khách qua đường, hoàn toàn không cần quan tâm đến sự tồn vong của Phù Vân Kiếm Tông, thậm chí sự sống chết của bọn họ cũng không cần để ý tới. Nhưng vừa rồi Lâm Nhất lại nói, chớ bắt nạt Phù Vân Kiếm Tông ta không có yêu đã bao nhiêu năm qua Diệp Tử Lăng vẫn luôn vì niềm tin của mình, từ đầu tới cuối kiên quyết ở lại Phù Vân Kiếm Tông. Trong thâm tâm nàng ta luôn bài xích Lâm Nhất, mặc dù hắn sở hữu tài năng xuất chúng, thành tựu trong tương lai rất có thể sẽ cao hơn nàng ta, nhưng nàng ta từ trước tới nay vẫn không ưa thích hắn. Dù là ai thì cũng đừng mơ tưởng khiến nàng ta đánh giá cao. Nhưng vào lúc này, phong thái mà Lâm Nhất thể hiện lại không thể không khiến nàng ta chú ý nhiều hơn. Lâm Nhất đẩy tu vi lên tới cực hạn, Nhật Nguyệt Thần Quyền va chạm mạnh mẽ với sát chiêu của đối phương giữa hư không. Sau âm thanh va chạm chói tai như rung chuyển cả đất trời kia, rừng đá một phương kịch liệt lay động. Một bóng người giữa không trung bị đánh bật trở lại, mà khóe miệng của Lâm Nhất cũng trào ra vệt máu, bay thẳng ra phía sau. Một đao này của La Khuê đánh hắn bắn ngược ra ngoài, nhưng dị tượng. Trong chiêu thức của đối phương cũng ngay lập tức bị Nhật Nguyệt Thần Quyền đánh nát. La Khuê liên tục lùi lại ba bước giữa không trung,
theo từng bước lùi sắc mặt hắn ta lại khó coi hơn rất nhiều. La Khuê bị đẩy lùi rồi. Hắn không phải là cảnh giới tinh tượng đại thành rồi sao? Như vậy cũng quá khoa trương rồi đi, thiên phách đẩy lùi tinh tượng. Sau cơn ngỡ nàng là một chàng xôn xao không dám tin tưởng. Cùng lúc đó, trong lòng mơ hồ nảy sinh ra ý nghĩ muốn rút lui, có chút sợ hãi trước Phù Vân Kiếm Tông. Chỉ một thiên phách đã có năng bậc này, chẳng phải Phù Vân Kiếm Tông sẽ lại trỗi dậy trong vài năm hay sao? Tân Phong thấy vậy thì trong lòng âm thầm lo lắng, nếu tiếp tục chiến đấu, đám tà tu này không đáng tin cậy nữa. Không có nhóm người này, chỉ dựa vào sức của ba người họ, căn bản không có cách nào ngăn chặn nổi Diệp Tử Lăng và những người khác. Cái gọi là tinh tượng dường như cũng chỉ có vậy. Lâm Nhất lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn hướng La Khuê mà nở nụ cười, khế nhướng mày, ngạo mạn không thôi. Dường như người bị đánh bay không phải là hắn mà chính là La Khuê vậy. Thần thái phấn chấn này khiến khí chất cả người hắn càng thêm nổi bật, sức sống thiếu niên đang nở rộ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn nữa. Sắc mặt La Khuê nhìn chăm chăm Lâm Nhất, thấy hoa tỉnh ma đang đốt cháy trong cơ thể đối phương, hai đầu lông mày hẳn liền nhíu lại. Không thể phán đoán tên nhóc này dựa trên lẽ thường, thiên phách bình thường trồng hai đóa hoa tinh ma trong khí hải đã là cực kỳ phi thường rồi. Cho dù chỉ bàn về chân nguyên cũng đã đủ để so sánh với rất nhiều tà tu cảnh giới tinh nguyên, thậm chí là tinh hà. Bảy khí hải lớn, sau đó hoa tinh ma cùng lúc đốt cháy, tiềm năng bùng nổ quá kinh người. Nếu không có vận may như vậy, cho dù võ học thánh linh có đáng sợ đến đâu, thì trong chớp mắt vừa rồi liền có thể trực tiếp chém đôi Lâm Nhất. Đôi mắt của La Khuê rực lên sát ý, lòng bàn tay nở rộ ánh sáng màu máu đáng sợ, cả hai tay nắm chặt lấy cán đao lạnh lẽo. Tinh nguyên hùng hậu không, ngừng được rót vào thân đao, sức mạnh điên cuồng được giải phóng khiến người ta nhìn mà giật mình. Chứng kiến cảnh này vẻ mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi, La Khuê nghiêm túc thật rồi, biểu cảm hiện tại của hắn ta rõ ràng không còn chút coi khinh Lâm Nhất nữa. Chết đi, La Khuê mỉm cười hung dữ, con mãng xà màu máu sau lưng nghênh đón ánh sáng. Trong chớp mắt đã đạt đến kích thước cả trăm trượng đáng kinh ngạc. Nằm trong tay thanh trường đao, hắn ta dường như đang điều khiển cả một biển máu vô biên, có khả năng tạo ra những đợt sóng kinh hoàng. Ma đao huyết ngục, đây hẳn là con át chủ bài của La Khuê gì. Mắt thấy những dị tượng dần phóng đại trên người La Khuê, nhiều tà tu không kìm được than thở, chỉ đối phó với một thiên phách còn con mà át chủ bài cũng lấy ra rồi. Thật đáng tiếc cho quái vật của Phù Vân Kiếm Tông này. Còn chưa tiến vào tỉnh quân đã đụng phải một kẻ hung tàn như La Khuê R, tuy rằng hắn có nhiều chiêu bài nhưng suy cho cùng cách biệt tu vi quá lớn, một khi La Khuê nghiêm túc chiến đấu, cuối cùng vẫn chỉ có một con đường chết. Không thể không nói hắn có chút xui xẻo. Ma đao huyết ngục, thần la luyện ngục trảm, ánh sáng máu cuồn cuộn ngất trời giống như dung nham nóng chảy, La Khuê sải bước tiến lên, từng đợt tiếng gió rít như quỷ khóc sói gào vang vọng bốn phương, khiến khuôn mặt dữ tợn của hắn ta càng thêm phần đáng sợ. Bùm, một chiêu này chém xuống, ánh sáng màu máu vốn sắp tiêu tán trên khung trời lại tụ tập lại, ánh kiếm đẫm máu cực kỳ đáng sợ chiếu rọi dị tượng của mặt trăng mặt trời cùng các vì sao. Trước khi ánh kiếm rơi xuống đã làm nổ tung mặt đất, khói bụi tung bay khắp nơi. Vào giây phút Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, hắn cảm giác như rơi vào một hầm băng, sống lưng lạnh buốt, tay chân lạnh lế ô. Đây là lần đầu tiên sau khi đến Côn Luân hắn cảm thấy nguy hiểm, đây là khí tức của tử thần. Trong ánh chớp, đôi mắt Lâm Nhất không ngừng lóe lên tinh quang, sau đó âm thanh rồng ngâm vang lên. Thương long kiếm hóa thành thực thể, biến thành một con cuồng long dài trăm thước, móng vuốt cuồng long mang theo gió và sấm sét bao quanh Lâm Nhất. Đồng thời, kiếm ý trong người hắn điên cồng tăng lên, chỉ trong một hơi thở đã đạt đến cảnh giới thông thiên đỉnh phong đại viên mãn. Với sự hợp nhất của kiếm ý thông thiên và thương long kiếm, bóng rồng lượn lờ xung quanh hắn, phát ra một lồng khí tức kinh người, như thể có một con rồng thật đến từ thời thái cổ vậy. Mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến. Kiếm ý thông thiên, đỉnh phong đại viên mãn. Có điều, tại sao lại cảm thấy, nó đã vượt qua phạm vi kiếm ý thông thiên nhỉ? Ngay cả mấy người Diệp Tử Lăng cũng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhất không chút dè dặt tế ra kiếm ý. Kiếm ý bán bộ tứ phẩm đương nhiên đã sớm vượt qua phạm chủ của kiếm ý thông thiên, huống hồ hắn còn hiểu thấu đáo, từ lâu đã biết được sự huyền diệu của kiến thức vô tận. Kén kiếm giữa hai lông mày đã thành hình. Chỉ đợi nước chảy thành sông liền có thể thực sự trở thành kiếm ý thần tiêu. Bóng rồng bao quanh Lâm Nhất đột nhiên mở choàng hai mắt, linh khí giữa trời và đất bắt đầu sục sôi. Kiếm ý khốc liệt điên cuồng càn quét qua khoảng không, đôi mắt rồng uy nghiêm kia tỏa ra khí thế khiến không ai có thể nhìn thẳng. Sự tồn tại của nó đáng sợ hơn gấp 10 lần so với huyết xà bay ra khỏi địa ngục kia.
Nó hấp thụ kiếm ý bán bộ tứ phẩm và hoàn toàn sống lại, một thân uy áp của bậc đế vương muôn loài hô mưa gọi gió, cặp mắt rồng rực ánh kiếm quang xé nát bầu trời. Trước sự chứng kiến của mọi người, Lâm Nhất với kiếm ý bán bộ tứ phẩm cùng uy lực của kiếm thương long cứng rắn chống lại một đao của đối thủ. Khoảnh khắc đao quang trăm trượng chém xuống, một tiếng chuông như ẩn như hiện vang vọng khắp thế gian, giống như thanh âm của đại đạo khiến vạn vật vang lặng lại. Ngay sau đó là những chùm ánh sáng chói lòa kỳ lạ không có cách nào hình dung nở rộ như pháo hoa với sắc màu sặc sỡ, lộng lẫy tới cực. Điểm, từng đợt sóng dao động khủng khiếp bắt đầu cuộn trào, khiến tất cả những người có mặt phải thất sắc, nhao nhao lách người né tránh. Những cột đá cực kỳ cứng cáp cũng ào ào vỡ vụn dưới cơn rung chấn này. Hai bóng người đồng thời rút lui, dư âm còn sót lại trên người mỗi người hóa thành gió bão, càn quét tứ phía. Cả người Lâm Nhất đầm đìa máu tươi, nhưng long văn tím vàng lấp lóe kia cuối cùng cũng chặn đứng được đao quang sắc bén của đối thủ. Thấy đối phương còn chưa kịp đứng vững, trong mắt Lâm Nhất lập tức lóe lên một tia quyết đoán, chính là lúc này. Cảnh giới tình tượng quả thực quá mạnh mẽ, đối phương còn chưa sử dụng chiêu thức mạnh nhất của tình tượng, nếu không thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để đánh bại hoặc giết chết đối thủ. Bỏ qua vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt mỗi người, Lâm Nhất vươn tay tung ra một chiêu. Hộp bật mở, kiếm táng hoa hóa thành tia sáng rơi vào tay hắn. Nguyên thạch màu vàng với ngọn lửa màu máu đan xen hoa văn rồng ẩn trong hộp kiếm giấy giụa muốn thoát ra. Nhưng hộp kiếm có thể nhanh chóng hồi phục kia trong chớp mắt đã phong ấn nó lại vào bên trong. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong tích tắc, không đến một cái chớp mắt, nhưng Tần Phong lại nhạy cảm nhận ra, hắn lập tức hét lên, La Khuê, đừng quan âm nhiều nữa, mau tế ra tinh tượng giết chết hắn, nguyên thạch chính là nằm ở trong tay hắn. Mọi người đều bị số trước thông tin đột ngột này, tất cả ánh mắt lại đồn dập đổ qua. Diệp Tử Lăng vậy mà không cất nguyên thạch bên người mà tín nhiệm người này như vậy. Ánh mắt La Khuê sáng quắc như loài thú săn mồi, không chút chần chừ, vượt tiếp đất liền gầm lên một tiếng. Ánh sáng màu máu nở rộ khắp người, cả bầu trời như nhiễm cả tầng máu, một bức tranh dần hé mở sau lưng hắn ta. Cuộn tranh còn chưa được trải rộng nhưng có thể nhìn thấy bên trên chính là tình tượng của hắn, mỗi người khi đột phá tới cảnh giới tình tượng đều sẽ ngưng kết một bức tranh cho riêng mình. Khi cuộn tranh hoàn toàn rộng mở, sự khủng bố của cảnh giới tình tượng không chút kiêng dè mà bộc lộ. Đối mặt với thiên phách, La Khuê chưa từng nghĩ tới việc sẽ thể hiện ra tinh tượng của mình, chuyện này đối với hắn là một sự xúc phạm. Nhưng giờ đây quyền chủ động đã không nằm trong tay hắn nữa, chém giết đối thủ đoạt lấy nguyên thạch mới là đúng đắn. Ngươi không còn cơ hội nữa đâu, tay phải Lâm Nhất đặt trên chuôi kiếm, không chút rối loạn, lạnh nhạt phun ra một câu. Phù vân tế nhật, gió cuốn mây tan, mây đông cửu tiêu, nuốt mây hóa rồng, thanh vân trực thượng, khi táng hoa được rút ra khỏi vỏ. Lâm Nhất dùng kiếm ý mạnh mẽ trong nháy mắt triệu hồi phù vân thập tam kiếm kiếm đầu tiên tới kiếm thứ 9. Trong khoảnh khắc, kiếm quang bay đầy trời, bốn phương tám hướng đều là tàn ảnh của kiếm khách áo lam, hư không đều là bóng dáng của Thanh Loan. Thanh Loan tể phi, cửu kiếm kinh thiên, cuộn tranh phía sau La Khuê còn chưa kịp mở ra, chín đạo kiếm quang đã chém nó thành từng mảnh. Kiếm quang chói mắt, máu thịt bay tung tóe, La Khuê, người khét tiếng ở biển khô huyền, cứ như vậy chết trước mặt mọi người. Quá nhanh rồi, cảnh tượng này làm người ta không thể suy nghĩ, nhanh đến nỗi tàn ảnh giữa trời đất còn chưa tan đi, nhanh đến mức tiếng kêu của Thanh Loan vừa mới vang lên, nhanh đến nỗi kiếm quang dường như vĩnh hằng vô tận. Đợi đến khi cuộn tranh còn chưa kịp mở ra kia rơi xuống đất, đám người mới bừng tỉnh. Sao có thể chứ, La Khuê cảnh giới tỉnh tượng, lại chết trong tay một thiên phách. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, kiếm của hắn quá nhanh, kiếm quang lóe lên, uy lực của kiếm khí. Đột nhiên bùng nổ, thanh loang bay. Ngang bầu trời, hắn giống như một thanh kiếm thần từ dưới đất chui lên, đứng giữa hư không nhìn xuống thế gian. Hôm nay, cuối cùng mọi người cũng biết, cái gì gọi là xuất thần nhập hóa, đỉnh phong viên mãn, còn có cảnh giới chỉ có yêu nghiệt trong truyền thuyết mới nắm giữ được. Từng đạo không bị xé rách, dưới bầu trời u ám, giữa hai tay Lâm Nhất lóe lên một tia sáng hủy diệt thế gian. Thiếu niên áo lam, phong hóa cái thế, nhất kiếm như tiên, thiên hạ vô song. La Khuê chết rồi, dị tượng của phù vân cửu kiếm kéo dài rất lâu mà không có dấu hiệu tiêu tan, thanh loan trao liệng, tiếng kiếm ngâm vang và có cả gió giật thét gào. Toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, vô số ánh mắt đổ dồn lên người Lâm Nhất, một lúc lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhìn xuống thi thể không hoàn chỉnh bị cắt xẻ thành vài khúc của La Khuê họ lại không kìm được mà dùng mình. Cái nhìn của họ không còn chút dấu vết của sự giễu cợt hay khinh thường nữa. Tần Phong như chết lặng. Hắn kêu La Khuê tế ra tinh tượng hòng giết chết Lâm Nhất trong thời gian ngắn nhất, nhưng kết quả là trước khi tinh tượng của đối phương kịp nở rộ,
đã bị Lâm Nhất lưu loát chém thành mảnh vụn. Ánh kiếm lóe qua nhanh tới mức chói lòa, rực rỡ tươi đẹp, khiến người ta phải ngả mũ thán phục. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt đáng sợ tới mức nào? Phù Vân Kiếm Tông của hiện tại đã trở nên đáng sợ như vậy rồi sao? Chỉ một thiên phách đã gây ra ồn ào lớn đến mức ngay cả cường giả cảnh giới tỉnh tượng cũng hạ gục được. Tất cả những điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của họ, là một điều kỳ lạ mà họ chưa từng thấy trước đây. Không chỉ những tà tu này, Liễu Nguyên, Phùng Trương, Lưu Thanh Nghiêm là đệ tử và chấp sự của Phù Vân Kiếm Tông cũng nghẹn họng nhìn chân chối, há hốc mồm không nói nên lời. Ngay cả người hiểu rõ Lâm Nhất Nhất là Diệp Tử Lăng cũng hiếm có lộ ra biểu cảm bối rối, sóng dậy trong lòng, khó mà kiểm soát được bản thân. Đây chính là thực lực của quán quân Con Đường Thông Thiên. Cũng quá đáng sợ rồi đi, Con Đường Thông Thiên là sự tồn tại thế nào, còn có thể đáng sợ hơn địa ngục sao? Nếu không, quán quân Con Đường Thông Thiên há có thể vượt xa lẽ thường như vậy? Còn ai muốn cản đường ta nữa không? Trong sự im lặng chết chóc này, Lâm Nhất cưỡng ép áp chế hơi thở cùng vết thương đang xáo động trong cơ thể xuống, ánh mắt hắn đảo qua, tựa như đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống mọi người, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sát ý vô tận. Dưới tình huống như vậy, một đám tà tu lập tức muốn rút lui giữa đường, chuyện xảy ra hôm nay thật quá kỳ quái. Tuy rằng Lôi Ưng kia hứa hẹn phần thưởng hậu hĩnh, nhưng hiện tại ngay cả La Khuê cũng đã chết, không có gì đảm bảo bọn họ sẽ không bỏ mạng ở đây. Vài bóng người bay thẳng lên trời, co chân rời khỏi nơi thị phi này như một tia chớp, không muốn dính líu tới nữa. Quan hệ qua lại giữa Tân Phong cùng La Khuê không tồi, cho nên cái chết của La Khuê khiến hắn ta sững sờ hồi lâu vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Sau khi vài tên tà tu lặng lẽ rời đi, hắn mới bàng hoàng thức tỉnh, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng u ám. Nhiệm vụ mà Lôi Ưng giao cho hắn ta là bằng mọi giá phải vây khốn mấy người Diệp Tử Lăng ở đây. Trước khi hắn ta đến, nguyên thạch của huyết diệm Long Văn Kim tuyệt đối không thể rời khỏi đảo Thiên Thủy. Nếu đám tà tu này đều bỏ chạy, lại thêm việc La Khuê đã bỏ mình thì việc ngăn cản Diệp Tử Lăng gần như là không thể. Người rốt cuộc là ai? Còn người Tân Phong lóe lên một tia âm u nhìn chòng chọc Lâm Nhất, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hẳn. Chỉ là một đệ tử thân truyền còn con của Phù Vân Kiếm Tông mà thôi. Lâm Nhất cười thờ ơ, trả lời một cách bình tĩnh. Hắn nhìn ra được cái chết của La Khuê gây ra đả kích rất lớn cho đối phương. Hiển nhiên đã có chút hoảng loạn. Thậm chí có không ít tà tu đã thầm lặng rời khỏi, tình hình vốn nguy hiểm vạn phần nay đã được cải thiện hơn nhiều. Tân Phong, tránh ra đi, La Khuê đã chết, ngươi không cản nổi nữa đâu, Diệp Tử Lăng liếc nhìn đối phương, lạnh giọng quát. Bây giờ phải làm sao đây, đám tà tu kia gió chiều nào xoay chiều ấy, không đáng tin cậy chút nào, trong mắt Tiêu Khôn kẻ bên cạnh Tân Phong lộ ra vẻ hoảng sợ, âm thầm truyền âm cho hắn ta. Biểu cảm Tân Phong biến đổi khó lường. Có chút do dự. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười cổ quái hiểm dọc vọng tới từ giữa đất trời thênh thang, tiếng cười ấy mang tính xuyên thấu kinh người, giống như tiếng kim loại thô ráp không ngừng cọ sát vào nhau vậy. Nó khiến mọi người nổi da gà khắp người, họ lập tức đứng bật dậy, trong chốc lát liền cảm thấy áp lực kinh hồn đè xuống. Lôi Ưng tới rồi, sắc mặt mọi người đều thay đổi, không ai dám cử động bừa bãi, mặt ai nấy đều tái nhợt như giấy. Lâm Nhất cùng mấy người Diệp Tử Lăng ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một bóng người đang được bao phủ trong ngọn lửa ma quái rực cháy lặng lẽ hiện ra từ một cột đá cao vài trăm trượng cách đó không xa. Trên mỗi cánh tay đều đang xách một chiếc đầu người. Đôi mắt Diệp Tử Lăng, Liễu Nguyên và những người khác đột nhiên co lại, toàn thân run rẩy. Đó là, Lôi Ưng, kẻ vừa đứng cách đó không xa nháy mắt đã lại gần, tiện tay vứt ra hai chiếc đầu người kia khiến chúng lăn lông lốc. Trưởng lão, Liễu Nguyên thất thanh kêu lên. Tại khoảnh khắc nhìn thấy chiếc đầu kia, trong đầu hắn đã có suy đoán. Nhưng khi xác nhận rằng đó quả thực là hai vị trưởng lão cảnh giới thần đan, hẳn chỉ cảm thấy thế giới như đang quay cuồng và đổ ập xuống một màu tăm tối. Sao có thể, hai vị trưởng lão cảnh giới thần đan tuy chỉ là tôn giả thần đan tiểu thành nhưng suy cho cùng vẫn là thần đan, vậy mà đều chết thảm dưới tay Lôi Ưng. Nỗi sợ hãi giống như cỏ dại lan tràn khắp cõi lòng mấy người Phùng Trương, ánh mắt từng người khi nhìn tới Lôi Ưng đều rời rạc vô thần. Hai chân mềm nhũ gần như ngã quy. Đây là loại quái vật gì, cho dù thực sự hung ác như trong lời đồn, chỉ còn nửa bước là đột phá tới thần đan nhưng vừa ra tay liền hạ gục hai vị trưởng lão, điểm này cũng quá khoa trương rồi. Lôi lão đại, đám tà tu cũng quá đổi run sợ, vội vàng chắp tay hô to. Lôi Ưng, bán bộ thần đan, nắm giữ hai loại ý chí võ học là sấm sét và lửa, cũng là tà tu đứng đầu tại biển Khô Huyền. Rốt cuộc vẫn là muộn một bước. Trong lòng Lâm Nhất dần trùng xuống, kế hoạch ban đầu của hắn là giết hoặc làm bị thương nặng La Khuê. Sau đó,
trước khi lôi đình đến, để mọi người rời khỏi đảo Thiên Thủy tìm một đường sống. Trên cột đá có một thân ảnh mà cả người được bao phủ bởi ma diễm, toát ra từng lồng xung kích cực kỳ lạnh lẽo. Tên tuổi của hắn ta ở vùng biển khô huyền này có uy lực cực lớn. Nhưng hắn ta vẫn luôn khiêm tốn, thận trọng, chưa bao giờ đối đầu với tứ đại tông môn, và tứ đại tông môn cũng mắt nhắm mắt mở trước sự tồn tại của hắn. Nếu sớm biết hắn ta có thực lực giết chết tôn giả cảnh giới thần đan, thì tứ đại tông môn sẽ không cho phép tên này ở biển khô huyền lâu. Ngươi đến trễ rồi, Tân Phong nhìn đối phương, giọng điệu hơi oán giận. Nếu đối phương đến sớm một chút, La Khuê cũng không cần phải chết. Phù Vân kiếm tông trưởng lão còn khó đối phó hơn ta tưởng, suýt chút nữa đã thất thủ rồi. Người ở trong ma diệm bình tĩnh nói một câu, nhưng giọng điệu của hắn ta không có ý giải thích với Tân Phong, mà chỉ đang kể lại một câu chuyện nào đó. Hình như ngươi đang trách móc ta. Đột nhiên, hắn ta tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt ẩn giấu trong ma diễm dán chặt vào Tân Phong. Tân Phong bỗng thấy như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Hắn hoảng sợ, vội vàng nói, ta không dám, không dám. Chỉ là ta khá thân thiết với La Khuê, cho nên tâm trạng hơi mất kiểm soát. Chậc chậc, thân thiết ghê, Lôi Ưng nham hiểm cười mấy tiếng quái dị, khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Còn Tân Phong cực kỳ hoảng sợ, bắt đầu giải thích mà chẳng biết lựa lời. Vèo, ma diễm trên cơ thể Lôi Ưng biến mất, để lộ ra chiếc áo rơm, đầu đội đấu nạp, chiếc khăn che mặt quỷ dị có thể hiện rõ đường nét khuôn mặt với hai màu trắng đen biến ảo bên trên. Là hắn tét trong lòng Lâm Nhất xoay chuyển, khi họ mới vào rừng huyết thạch, hắn ta chính là tà tu mặc áo rơm mà hắn đã chỉ. Lúc đó cũng không ai để ý tới, nhưng đâu ngờ người này hóa ra lại là Lôi Ưng. Tay hắn ta đang chảy máu. Lâm Nhất Khế tập trung đôi mắt, tinh tường chú ý tới có máu tươi đang chảy ra từ trong ống tay áo của đối phương. Dường như Lôi Ưng không quan tâm cho lắm, hắn ta cũng không định giấu giếm, hoàn toàn không ngại có người biết mình bị thương. Ta, trên tấm khăn che mặt đen trắng đang thay đổi hiện lên một nụ cười quái dị, Lôi Ưng đưa tay bóp cổ Tân Phong. Tha cho ta, Lôi lão đại, ta sai rồi. Ta không muốn chết. Tân Phong hít thở khó khăn, vẻ mặt thống khổ, không ngừng cầu xin. Không phải các ngươi thân thiết lắm à? Sao không cùng hắn đi chết đi? Xem ra vẫn chưa đủ thân thiết. Ta hỏi lại ngươi lần nữa, có thân hay không? Nụ cười trên khăn che mặt trắng đen kỳ ảo kia khiến mọi người cảm nhận được sự điên cuồng của Lôi Ưng. Không, không thân, không thân chút nào hết. Tân Phong sợ chết khiếp, vội vàng nói. Tà tu xếp thứ 10 của biển khô huyền lại bị tùy ý giẫm đạp như một món đồ chơi khi ở trước mặt Lôi Ưng. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng đều sợ hãi và run rẩy. Ha ha, thế mới đúng chứ. Ngươi khá thành thật đấy. Lôi Ưng cười xấu xa, buông lỏng bàn tay đang bóp cổ đối phương, Tần Phong như chút được gánh nặng, suýt nữa đã sụi lơ trên đất. Ban nãy hắn ta đúng là đã lượn quỷ môn quan một vòng. Những tà tu khác cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thoải mái hơn đôi chút. Khi Tân Phong bị bóp cổ, bỗng dưng họ cũng cảm nhận được hô hấp khó khăn, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Nhưng ông đây ghét nhất là những kẻ bội tình bạc nghĩa. Lôi Ưng đột nhiên cất cao giọng, trở tay tát một nhát, bùm một tiếng, đầu Tân Phong đã nổ tung mà không hề báo trước. Xương máu lan tràn, tiếng động vang khắp nơi. Thi thể không đầu của Tân Phong mềm oặt đổ xuống, hắn ta cứ thế mất mạng. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ tới, ai nấy đều ngạc nhiên đến rất cằm. Mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng này. Không chỉ đám tà tu kia mà chân của nhóm Liễu Nguyên cũng bất giác run rẩy. Ngay cả Lâm Nhất cũng phải nuốt nước bọt và cảm thấy rùng mình. Đây là võ giả ma đạo thực sự đi, vui buồn thất thường, cổng giết người. Điều khiến Lâm Nhất sốc hơn cả không phải là thực lực của đối phương, mà là tính cách này, dù là đám giới tử trên đường lên trời kia còn chẳng bằng một cọng lông so với người này, chênh lệch quá lớn. Nguyên thạch huyết diệm Long Văn Kim đang ở trong tay ai? Lôi Đình nhìn Tiêu Khôn không mặn không nhạt hỏi, như thể ban nãy hẳn chỉ tiện tay đập chết một con ruồi. Ở trong tay hắn, Tiêu Khôn cũng là cao thủ cảnh giới tỉnh tượng, nhưng lúc này hắn ta đã sợ đến mức nói năng không trôi chảy. Hắn ta tỉnh táo lại, vội vàng chỉ vào Lâm Nhất. Khuôn mặt biến hóa ra chiếc khăn che mặt trắng đen nhìn về phía Lâm Nhất, mắt nhìn chằm chặp vào hắn. Phù Vân Kiếm Tông, tất cả đệ tử nghe lệnh, ngay khi nhóm Liễu Nguyên mất người chỉ huy, một giọng nói lạnh lùng. Không hề tỏ ra hèn mọn vang lên. Khi giọng nói đó vang lên, nỗi sợ hãi trên người họ biến mất không thấy như. Thể đã tìm được khí phách của mình. Có, nhóm Phùng Trương vội lên tiếng đáp lại. Ta lấy thân phận đại sư tỷ của Phù Vân Kiếm Tông ra lệnh mọi người rút lui ngay lập tức. Bảo vệ Lâm Nhất và đưa Nguyên Thạch về Phù Vân Kiếm Tông.
vẻ mặt Diệp Tử Lăng lạnh lùng, kiêu ngạo, không cho phép ai nghi ngờ mệnh lệnh của mình. Đám Phùng Trương chỉ sững sờ trong giây lát, sau đó không chút do dự thi nhau lùi mình chạy xa. Lâm Nhất vẫn còn đang ngạc nhiên thì bị Liễu Nguyên khoác vai mạnh mẽ kéo đi. Nữ tử này, trong lòng Lâm Nhất cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người Diệp Tử Lăng tỏa ra một luồng kiếm quang chưa từng có. Một người một kiếm đứng chắn trước mặt rất nhiều tà tu. Thân phận đại sư tỷ của Phù Vân Kiếm Tông uy nghiêm đến mức nào? Nói một không nói hai, kỷ luật nghiêm minh. Nếu được lựa chọn, nhóm Phùng Trương và Lưu Thanh Nghiêm sẽ không ngần ngại hy sinh vì Diệp Tử Lăng và Phù Vân Kiếm Tông bởi sự tôn trọng mà họ dành cho nàng ta. Bảo người ta đi chết chẳng hề khó đối với kiếm khách của Phù Vân Kiếm Tông. Kiếm sĩ như họ nào phải hạng tham sống sợ chết, bắt người ta tham sống mới chuyện đau lòng và không cam nhất. Nhưng sau khi Diệp Tử Lăng hạ lệnh, dù trong lòng những người này có không cam và tức giận cỡ nào, họ vẫn không hề do dự, nói rút là rút, nói đi là đi. Họ không bao giờ tham sống sợ chết, nhưng lại rời đi không một chút do dự. Ở Phù Vân Kiếm Tông, tất cả đệ tử đều phải nghe lệnh. Ta lấy thân phận đại sư tỷ ra lệnh cho mọi người bảo vệ Lâm Nhất, lập tức rút lui ngay. Lâm Nhất ngoảnh đầu nhìn từ phía xa, bóng dáng Diệp Tử Lăng dần dần mờ nhạt, chỉ mỗi kiếm quang trên người dường như bất tử vĩnh hằng. Không lâu sau, kiếm quang dần đó mở đi trong tầm nhìn của hắn khi khoảng cách ngày càng xa. Nhưng lời nói của đối phương không ngừng vang vọng bên tai hắn. Giọng nói đó toát ra sự buốt giá, sự lạnh lẽo ngập tràn lạnh vẻ kiêu ngạo. Nàng ta không hèn mọn mà khí phách liều chết, thảo nào trước đó nữ tử này đã có ý liều chết. Nàng ta đã đoán được nếu Lôi Ưng xông tới đây, tất cả mọi người sẽ không thể sống sót. Chẳng trách ngay khi Nguyên Thạch vừa ra đời, Diệp Tử Lăng đã bí mật truyền âm cho hắn. Lâm Nhất biết lúc này mình không thể làm trái ý chí của Diệp Tử Lăng, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu và đau đớn. Từ khi đến Côn Luân, hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như vậy, từ khi nào lại để một nữ tử đứng chắn trước mặt mình chứ? Hầu như chỉ trong chớp mắt, các đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông đã rút lui ra xa mấy ngàn mét. Diệp Tử Lăng bị bỏ lại một mình tại chỗ. Sự thay đổi nhanh như vậy khiến toàn bộ đám tà tu hơi sững sờ. Việc này có vẻ khác với tông môn trong thường thức của họ. Ai nấy đều nhìn về phía Diệp Tử Lăng bằng ánh mắt kinh ngạc. Bao năm không gặp, nhưng phong độ của Diệp cô nương vẫn không hề giảm bớt. Trên khăn che mặt đen trắng biến đổi của Lôi Ưng nở nụ cười, chậm rãi quan sát Diệp Tử Lăng. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn trở nên hung ác, hắn lạnh lùng nói, đuổi theo đám người đó, mang Nguyên Thạch về cho ta, ai cản trở thì giết chết. Vâng, sau khi nhận được mệnh lệnh của Lôi Ưng, đám Tiêu Khôn nhanh chóng đáp lời. Có cái chết của Tần Phong ở trước đó, không ai dám làm trái lệnh hắn. Các người vẫn nên ở lại hết đi. Diệp Tử Lăng khế lẩm bẩm một câu, hết con thanh loan này đến con thanh loan khác không ngừng bay ra khỏi cơ thể nàng. Bùm, bùm, bùm. Chiếc váy tím trên người Diệp Tử Lăng tung bay phần phật, từng tia chớp. Màu tím tỏa ra trên người nàng. Ánh chớp rực rỡ, chói lòa chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng không gì sánh bằng của nàng ta, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất trên thế giới với những đường nét góc cạnh rõ ràng và đẹp đẽ không chút tì vết. Trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng của Diệp Tử Lăng, những đóa hoa phức tạp ngưng tụ tạo thành ngọn lửa màu tím, những bông hoa mềm mại như tuyết và diễm lệ như máu tươi, cánh hoa nở rộ trong ánh chớp lập lòe. Lôi Ưng kinh ngạc khi nhìn thấy bông hoa tử diễm trong mắt Diệp Tử Lăng, không khỏi kêu lên thất thanh, Tuyết Diệu Hoan không hổ là yêu nghiệt ma đạo từng đi ra khỏi đế ma vực, trái lại kiến thức. Không nông cạn, Diệp Tử Lăng lạnh lùng nhìn Lôi Ưng chằm chằm, lạnh giọng nói. Bùm, bùm, bùm. Khi những bông tuyết diệu hoa nở rộ trong mắt, trên người những con thanh loan bay lượn trên mảnh đất này phóng ra chớp đáng sợ. Cùng lúc đó, hoa tuyết màu tím thi nhau rơi xuống hết bông này đến bông kia. Đám tà tu đang chuẩn bị truy lùng nhóm Lâm Nhất lập tức bị giam cầm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng la hét. Bùm, những bông tuyết nổ tung, tia chớp và ngọn lửa bùng lên, 10 con thanh loan là 10 thanh kiếm sắc bén, chứa đầy sức mạnh sắc bén kinh người. Chúng hóa thành một luồng kinh hồng va đụng ngang dọc tựa tia chớp. Ngay cả một cao thủ đã đạt tới cảnh giới tinh tượng đại viên mãn như Tiêu Khôn, sau khi bị va đụng, sắc mặt vô cùng khó coi, bị hất văng ra mấy bước. Những tà tu khác có tu vi kém hơn bị thương nặng ngay tại chỗ, thậm chí có kẻ còn bị nổ tung đến xương cốt cũng chẳng còn. Từng tràng tiếng nổ lớn rung chuyển khắp đất trời. Thân hình mảnh khảnh, thon dài của Diệp Tử Lăng trông lạnh lùng hơn bao. Giờ hết dưới dị tượng này, tạo chỉ sấm sét mạnh ghê, nữ tử này đệ tử Phù Vân Kiếm Tông à. Vết máu tràn ra khỏi khóe miệng Tiêu Khôn, mặt mày chật vật đáp xuống bên cạnh Lôi Ưng, nhìn thanh loan đáng sợ và hoa tuyết màu tím ở đằng trước,
nơi sâu trong đáy mắt dâng trào sự ganh ghét nồng đậm. Đám tà tu ban nãy còn hùng hùng hổ hổ, giờ tất cả đều bị đẩy lùi, ai nấy đều bị thương đầm đìa máu tươi. Huyết mạch tuyết diệu kiếm quyết, dưới đấu nạp, chiếc khăn che mặt đen trắng biến hóa trên mặt lôi đình bầy. Ra vẻ nặng nề hắn nhìn Diệp Tử Lăng chằm chằm, khàn giọng nói, người đúng là một kẻ lập dị. Rõ ràng ngươi mang huyết mạch của thánh huyết gia tộc, nhưng lại ở một nơi nhỏ bé như Phù Vân Kiếm Tông. Dù sao tuyết diệu kiếm quyết và Phù Vân Thập Tam Kiếm cũng không hợp với nhau, thể nào cũng có sơ hở, ngươi không ngăn cản được đâu. Diệp Tử Lăng ngẩng đầu nhìn, lạnh lùng nói, ta chưa bao giờ muốn ngăn cản ngươi, ta đã lựa chọn ở lại là một lòng muốn chết. Nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu sự trả thù của Phù Vân Kiếm Tông và Thánh Huyết gia tộc thì ngươi cứ ra tay với ta. Ha ha ha, hai lôi ưng cười lớn, nếu là người khác còn thật sự sợ ngươi. Đáng tiếc, ngươi gặp được lôi ưng này, nếu ngươi đã muốn chết, thế thì cứ yên tâm chết đi. Lời vừa dứt, lôi ưng đã dẫn đầu xông tới. Tu vi khủng khiếp của bán bộ thần đan khiến đất trời phải run sợ. Vút, trong thoáng chốc, một con thanh loan lập lóe ánh chớp biến hóa thành một luồng kinh hồng lao vút lên trời. Lôi ưng cười dữ tợn, siết chặt quyền rồi tung nắm đấm, tiếng nổ vang trời, thanh loan lập tức nổ tung. Điện quang nổ tung từ trong con thanh loan bị vỡ nát, mặt mày Diệp Tử Lăng trở nên nặng nề, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi rút kiếm trong tay ra. Mây che khuất mặt trời, giọng nói lạnh băng phát ra từ miệng nàng ta, những bông tuyết bay đầy trời càng trở nên lạnh hơn. Trong sự lạnh lẽo đó, chấp điện vô tận lan tràn, đồng thời kiếm ý thông thiên trên người nàng ta không ngừng tỏa ra. Hoa tuyết bay múa, sấm sét lập lòa, mặt trời chói chang trên bầu trời lập tức bị che phủ, một luồng kiếm quang sắc bén được quét ra từ trong tay Diệp Tử Lăng. Vô số bông tuyết và thanh loan tung bay không ngừng biến ảo, Diệp Tử Lăng lắc mình một cái, chủ động đánh đến trước mặt lôi ưng. Nữ nhân này, đáng sợ thật đấy, lôi ưng nhìn kiếm quang đang rơi xuống, nói thầm trong lòng một tiếng, khăn che mặt trắng đen biến ảo lộ ra vẻ ngưng trọng, trời đất cũng theo đó mà yên tĩnh lại. Âm. Khi sự im lặng chết chóc tràn ngập không khí, ngọn lửa màu đen bùng cháy thành cột lửa hùng vĩ trước mặt lôi ưng rồi phóng thẳng lên trời. Lôi ưng mở ra năm ngón tay, đón lấy kiếm kia, ngọn lửa và ý chí sấm sét chồng chéo dung hợp, khiến cho uy áp cảnh giới bán bộ thần đan của hắn ta hiện ra cực kỳ đáng sợ. Răng rắc, dưới một kích này, kiếm thế của Phù Vân Tế Nhật bị vỡ nát, nhưng hoa tuyết bay đầy trời và chín chú thanh loan còn lại đều không có dấu hiệu tiêu tan. Lôi ưng nhíu mày, nếu cứ tiếp tục đánh tiếp, hắn ta cũng không phá hủy được dị tượng của nàng ta. Những người khác đều bị nhốt trong này, muốn đuổi theo mấy người còn lại của Phù Vân Kiếm Tông, gần như là không thể. Vừa nghĩ tới đây, khăn che mặt trắng đen trên mặt hắn ta không ngừng biến ảo, vẻ mặt hắn ta trở nên dữ tợn. Tiếng phá không vang lên liên tùng tục, trên bầu trời rừng huyết thạch, mấy bóng người điên cuồng bay vụt ra, giữa họ không có bất kỳ trao đổi gì và cũng không có gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Sự im lặng và tĩnh mịch giữa hai bên giống như cục đá, chặn ngang trong lòng mọi người. Sống sót sau tai nạn, nhưng không ai có vẻ mừng rỡ cả. Ta không muốn đi nữa. Đột nhiên, Lưu Thanh Nghiêm đỏ hồng mắt dừng lại, mấy người đang bay. Đăng trước vội vàng quay đầu lại nhìn, Liễu Nguyên há miệng muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra được một chữ nào. Ai lại muốn đi cơ chứ? Không ai muốn để một mình Diệp Tử Lăng ở lại bọc hậu cho bọn họ. Huống hồ! Còn ở dưới tình huống phải đối mặt với tên lôi ưng, đại sư tỷ làm vậy chính là đang chịu chết. Cho dù nàng ta tung hết mọi tuyệt kỹ thì cũng không thể thắng được đối phương, đến cả hai vị trưởng lão cảnh giới thần đan còn bị tên lôi ưng đó giết. Tà tu xếp hạng 10 ở biển Khô Huyền, bị hẳn ta tát một cái đã chết ngay. Trước mặt mọi người, quái vật như thế, chỉ nghĩ thôi đã không rét mà run rồi, sao có thể bỏ Diệp Tử Lăng ở lại đó một mình chứ? Hai mắt Tiểu Vũ nhược nhòe nước mắt. Nhỏ giọng nức nở, sống mũi cay cay nói không ra lời. Nàng ta lần đầu đi rèn luyện, nàng ta thật sự không ngờ thế giới bên ngoài tông môn lại đáng sợ như vậy. Nàng ta không muốn mất đi đại sư tỷ, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt, tên lôi ưng kia, nàng ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nghĩ tới đây, tiểu cô nương tuôn trào lệ, trong lòng chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Lâm Nhất đeo hộp kiếm trên lưng, trong hộp kiếm để nguyên thạch rất nặng, hiện giờ tâm trạng hắn còn nặng nề hơn. Lâm Nhất, huynh cũng là đệ tử chân truyền phòng chữ thiên, huynh có thể không nghe theo lệnh của đại sư tỷ. Huynh nói một câu, bọn ta sẽ đi theo huynh. Lưu Thanh Nghiêm chợt nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Viễn. Vẻ mặt những người khác hơi thay đổi, mọi người không kìm được nhìn sang đây. Đến cả Liễu Nguyên có thân phận cao nhất ở đây cũng im lặng, lẳng lặng nhìn sang Lâm Nhất. Có lẽ là trong lòng hắn ta cũng không muốn đi.
Lâm Nhất lặng người một lát, nhìn vào mắt đối phương xong không hề có ý định trả lời. Huynh, Lưu Thanh Nghiêm tức giận nói, Lâm Nhất, huynh nhát gan thế à? Được, huynh không muốn đi, ta tự đi. Đi chịu chết à? Hai khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên một nụ cười trào phúng, hắn lạnh giọng, có khi còn làm liên lụy người khác, không chỉ bản thân chết, còn làm liên lụy đến Diệp cô nương. Liễu Nguyên nghe vậy thì cảm thấy xa xút, hắn ta khế nói, Lưu sư đệ, Diệp sư huynh nói đúng, chúng ta phải sống sót, đó là cơ hội mà đại sư tỷ cố gắng giành lấy cho chúng ta. Bây giờ quay lại, thế chẳng phải công sức của tỷ ấy đều phí hết à? Chúng ta sống sót, không bị đám tà tu đó bắt lại, có lẽ đại sư tỷ còn có một hy vọng sống, nếu chúng ta quay lại chịu chết, đại sư tỷ chắc chắn sẽ mất mạng. Lời hắn ta nói giống như một gáo nước lạnh, vô tình tạt lên mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Nhất sư huynh, ta không muốn sư tỷ gặp bất trắc. Tiểu Vũ Nhược đỏ hồng cả mắt, nước mắt rơi không ngừng được, nàng ta nhìn Lâm Nhất với vẻ mặt đáng thương rồi nói. Trong lòng cô nhóc, Lâm Nhất là anh hùng của nàng ta, là người anh hùng đã phá kỷ lục ngàn năm leo lên đỉnh núi Thánh Kiếm, không có gì là hắn không làm được. Ngay cả công tử Táng Hoa kia, thì cũng không bằng nhất sư huynh nhà mình. Liễu Nguyên há mi đang định giải thích cho Tiểu Vũ Nhược, thì giọng Lâm Nhất bỗng vang lên, mọi người đi đi, đến nơi đóng quân của tông môn quan sát tình hình, trước mắt đó là nơi an toàn nhất. Huynh thì sao? Liễu Nguyên sửng sốt, thất thanh nói. Lưu sư đệ nói đúng, ta là đệ tử chân truyền phòng chữ thiên, ta có thể không nghe theo lệnh của Diệp cô nương. Lâm Nhất nháy mắt, cười nhẹ nói. Lâm sư huynh, ta sai rồi, vừa nãy ta hơi mất bình tĩnh. Lưu Thanh Nghiêm bình tĩnh lại, tỉnh táo lại, vội vàng xin lỗi. Phù Vân Kiếm Tông, chúng đệ tử nghe lệnh. Lâm Nhất lập tức thu lại nụ cười, trên khuôn mặt khôi ngô của hắn lộ ra sự nghiêm nghị chưa từng có, hẳn hô. Lâm Nhất ta lấy thân phận đệ tử chân truyền phòng chữ thiên của Phù Vân Kiếm Tông, ra lệnh cho mọi người, bây giờ lập tức rời đi. Những người khác nghe vậy thì ngẩn ra, hơi giật mình. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc để Lâm Nhất quay lại một mình, cho dù muốn quay lại, thì cũng phải là cùng nhau đánh về mới phải. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, một Lâm Nhất chưa bao giờ lấy thân phận ra chèn ép người khác, lại dùng tới thân phận đệ tử chân truyền phòng chữ thiên ở thời khắc mấu chốt này. Liễu Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhất. Hai người nhìn nhau, hắn đọc hiểu ý tứ của đối phương, hắn ta nhìn thấy ba chữ trong mắt Lâm Nhất, tin tưởng ta. Trái tim hắn ta khẽ sao động, nhớ tới hình ảnh La Khuê bị đối phương chém chết, hắn ta gật đầu. Bị nói xong, hắn ta dẫn mọi người quay người đi, nhưng mọi người nào có nỡ, đi ra khỏi rừng huyết thạch, mọi người vẫn ngoái đầu nhìn theo hướng Lâm Nhất đang ở. Lâm Nhất quay người bước đi, hắn lấy mặt nạ ngân nguyệt ra khỏi túi chữ vật, rồi lắc đầu cười nói, Lâm Nhất ơi là Lâm Nhất. Mày nghỉ ngơi ở Thương Huyền Phủ một năm là phải đi rồi, cần gì phải đưa mình vào chỗ chết như này. Nhưng tấm lòng của người kiếm khách, không cho hắn do dự một tí nào, hắn hít sâu một hơi rồi đeo mặt nạ ngân nguyệt lên. Hắn là công tử Táng Hoa, trong rừng huyết thạch, nơi nguyên thạch Long Văn Kim ra đời. Sức mạnh tinh nguyên cuồng bạo tràn ngập khắp không gian này, các dị tượng khác nhau bùng nổ điên cuồng, bao gồm sấm sét, lửa, băng, bông tuyết, kiếm quang và trưởng mang, đa dạng nhưng quyết tuyệt. Cuộc chiến giữa Diệp Tử Lăng và Lôi Ưng đã gây ra thiệt hại khó mà tưởng tượng được, chỉ riêng sóng dư kích đã khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Những bông tuyết bay múa khắp đất trời, chín con thanh loan khoác áo. Giáp sấm sét màu tím, nó giống như một thanh kiếm vô song chiếu sáng cả bầu trời rồi hóa thành một luồng kinh hồng xỏ xuyên trong hư không. Dù đang trong tình thế cực kỳ bất lợi nhưng từ đầu tới cuối, dị tượng này của Diệp Tử Lăng không hề sụp đổ. Sắc mặt Tiêu Khôn, kẻ muốn truy đuổi nhóm Lâm Nhất trông khá khó coi. Nữ tử đang chiến đấu với Lôi Ưng, rõ ràng đã chật vật đến mức này nhưng nàng ta vẫn còn sức để ngăn cản họ. Ngôn tình hay bùm, bùm, bùm. Sấm sét và ngọn lửa hỗn loạn, hình thành vô số yêu thú khác nhau, sinh ra dị tượng đáng sợ tựa quần ma loạn vũ. Khu vực mà Lôi Ưng đang ở giống như một vùng luyện ngục sấm sét, ánh lửa ngút trời cùng sát khí bức người. Sắc mặt hắn ta vô cùng u ám, ánh mắt quét qua, khóa chặt bóng người trong màn hoa tuyết mênh mông trước mặt. Sau đó, tinh nguyên cồn cuộn dâng trào, tinh quang lóa mắt tỏa ra từ trong cơ thể đen kịt của hắn ta, đâm thủng hư không rồi tung ra một trường. Bùm, khoảnh khắc khi trường mang đáng sợ được tung ra, hàng trăm yêu thú được huyễn hóa quanh người hắn ta cùng rít gào. Như thể hàng triệu binh lính cuồn cuộn đi theo hắn ta, mang theo uy áp khiến trời đất phải rung chuyển. Bùm, được bao bọc trong sấm sét và lửa. Một trường nặng như núi lại va chạm cùng với kiếm quang một lần nữa. Khoảnh khắc trường mang va chạm vào kiếm quang, tinh nguyên cuộn cuộn dâng trào trong cơ thể Lôi Ưng như thể nước sông tràn vào trong đó.
chỉ có một tiếng động lớn vang lên, kiếm quang như bông tuyết tan đi, ánh chớp trong kiếm mang cùng lúc tan rã. Đập nát chiêu kiếm của đối phương, dáng người mảnh khảnh của Diệp Tử Lăng như một tờ giấy bay giữa làn tuyết. Hay nói chính xác hơn là tuyết diệu hoa mới đúng, nhìn nhẹ nhàng như tuyết nhưng mỗi bông hoa đều ngưng tụ sức mạnh sấm sét mạnh mẽ, kiếm ý thông thiên lượn lờ mãi không tan. Phút, sau khi đánh lùi đối phương bằng một chiêu, cơ thể Lôi Ưng lao vào tuyết như tia chớp. Ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt toàn là một vùng tuyết trắng mênh mông. Trong màn tuyết rơi, một bóng người không ngừng lóe lên như tia chớp. Phút, phút, khi bóng người lập lòe, ánh chớp còn sót lại trong không trung liên tục phát ra tiếng động. Sắc mặt Lôi Ưng càng âm trầm hơn bao giờ hết, hắn ta không biết mình đã chém nát chiêu kiếm của đối phương bao nhiêu lần. Nhưng đối phương không hề tiếp chiêu của hắn ta, đánh một đòn xong lập tức tan biến trong tuyết dày. Đó là một loại thân pháp cấp thánh linh của gia tộc Tuyết Diệu, gọi là thần quang lôi ảnh quyết, bình thường không khó đối phó lắm. Nhưng một khi huyết mạch của Thế Tuyết Diệu tỏa ra, sau khi huyễn hóa thành dị tượng tuyết vô tận, sẽ rất khó tìm thấy đối phương ẩn mình trong những bông tuyết tím bay ngập trời kia. Đây còn là vì cảnh giới của đối phương quá thấp, nếu tu vi của nàng ta tăng lên sẽ thoát ẩn thoát hiện. Nếu không cẩn thận sẽ bị mắc kẹt trong đó, tiến thoái lưỡng nan, sơ ý chút là mất mạng ngay. Nói cách khác, Lôi Ưng va đụng lung tung trong dị tượng này là nhờ vào căn cơ của mình, liều mạng tìm kiếm bóng dáng của đối phương. Phút, Lôi Ưng liếc nhìn xung quanh và trông thấy Diệp Tử Lăng, với mái tóc đen như thác nước, mặc bộ váy tím, đang đứng một mình trong vùng gió tuyết. Tay ngọc trắng nõn đang cầm một thanh kiếm sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lẽo, hàn ý và ánh chớp chói mắt lượn lờ quanh thân kiếm. Lúc này, đôi má lạnh băng của nàng ta trông tái nhợt hơn bao giờ hết. Vết máu nơi khóe miệng đã khô từ lâu, giống như đóa hoa mai phản chiếu trong màn tuyết dày mênh mông, điểm xuyết trên khuôn mặt tái nhợt của nàng a. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra trạng thái hiện tại của Diệp Tử Lăng vô cùng tệ. Chỉ có tuyết diệu hoa đang thiêu đốt trong mắt vẫn rực rỡ, sáng ngời và chói mắt như vậy. Ánh kiếm sắc bén lạnh lùng lập lòe, còn cả sự kiêu ngạo tận xương. Diệp Tử Lăng, nếu ngươi đã có huyết mạch của gia tộc Tuyết Diệu, vì sao phải vì liều mạng vì Phù Vân kiếm như vậy? Thiên hạ này rộng lớn đến thế, ngươi đi đâu mà chẳng được. Cần gì phải tìm đường chết cùng đám chó mèo này? Lôi Ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tử Lăng, khăn che mặt trắng đen hóa ra một nụ cười khinh bỉ. Ngươi còn chưa thắng đâu. Diệp Tử Lăng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp hiện lên vẻ lạnh nhạt. Nhưng vết máu ở khóe miệng trông vô cùng chói mắt trong gió tuyết vô biên, nhìn lại khá bắt mắt, lạnh lùng mà tỉnh tế. Chậc, 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 Lôi Ưng sửng sốt một chút rồi bật cười quái dị, bình tĩnh nói, ngươi biết rất rõ, nếu ta thật sự muốn ra tay, ngươi nhất định sẽ thua. Ta chỉ không muốn giết ngươi, hoàn toàn đắc tội với Phủ Vân Kiếm Tông và gia tộc Tuyết Diệu mà thôi. Không, ngươi đã bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Diệp Tử Lăng nhìn hắn đầy thờ ơ và vô tình. Một đôi mắt như thể nhìn thấu hết thảy mọi biểu cảm của đối phương dưới chiếc khăn che mặt đen trắng kia. Nàng ta lạnh lùng tàn nhẫn nói, ngươi có thể giết chết hai vị cảnh giới thần đan có liên quan đến bộ áo rơm trên người ngươi. Nhưng trưởng lão của Phù Vân Kiếm Tông ta, cho dù chỉ là một vị tôn giả tiểu thần đan cũng không thể dễ dàng để ngươi giết chết. Ngươi, có thể cảm nhận được cơ thể Lôi Ưng đang khẽ run lên một cách rõ rệt, sát ý đáng sợ đang lan tràn điên cuồng trong cơ thể hắn ta. Khăn che mặt đen trắng thay đổi. Hiếm khi trống rỗng không chút biểu cảm gì. Đệ tử ma đọa tưởng chừng như vui buồn thất thường, giết chóc tàn nhẫn, nhưng đầu óc không ngu. Người giết Tân Phong chỉ để hù dọa người khác, người có thể lừa gạt những tà tu đó, nhưng không thể gạt được ta. Những đóa tuyết diệu hoa màu tím không ngừng bay múa, Diệp Tử Lăng hờ hững nói, ngươi còn dám phản bội ma tông siêu cấp, sao có thể thật sự sợ hãi gia tộc Tuyết Diệu và Phù Vân Kiếm Tông chứ? Những người khác sẽ nhưng ngươi thì không, nếu ngươi muốn tế ra tinh tượng. E rằng sẽ phải trả giá đắt đó. Lời nói của Diệp Tử Lăng tựa gió tuyết ngập trời này, khiến Tiêu Khôn và những tên tà tu khác phải đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lôi Ưng, chuyện này là thật hả? Chậc, 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 ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Khăn che mặt trắng đen của Lôi Ưng lộ ra nụ cười quái dị, nhưng giọng nói lại lạnh đến tột cùng, Diệp Tử Lăng, ngươi thật sự không sợ chết. Bùm, dứt lời, một cuộn tranh sau lưng Lôi Ưng chợt sáng bừng lên. Sau đó chậm rãi mở ra. Ầm ầm, trên tranh là một yêu thú cổ xưa, khoảnh khắc cả bức tranh mở ra hoàn toàn, yêu thú nọ nhảy từ trong họa ra ngoài, vô số đốm đen lấp lánh nở rộ. Đó là một con ma ưng màu đen, được sấm sét và ngọn lửa hun đúc mà thành, cơ thể tỏa ra ánh sáng bóng loáng như kim loại. Nó thét dài thê lương, khiến cả bầu trời bị ma vân bao phủ.
Toàn thân Lôi Ưng tản ra ma quang khủng bố, giờ khắc này hắn ta tựa như ma quỷ bước ra từ luyện ngục. Từng tràng cười quái dị phát ra từ miệng Lôi Ưng, hắn ta không hề bắt lấy bóng người Diệp Tử Lăng giữa gió tuyết mà vỗ thẳng một chưởng ra ngoài. Duỳnh, màn tình nguyên trải rộng bị ma quang ập đến lập tức diễn hóa thành một bàn tay khổng lồ to tới mấy trăm trượng, nặng nề quăng một đòn về phía gió tuyết đầy trời và chín con thanh loan kia. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, ngay cả hư không cũng bị vỗ cho nổ tung, sinh ra vô số vết nứt. Lần này hắn ra tay không chừa lại chút đường sống nào, xuất thủ, không có ở đây chút nào đường sống, tế tinh tượng ra ngoài, không buồn che giấu tu vi cảnh giới bán bộ thần đan nữa. Dùng lực phá chiêu, hung hăng nghiền ép, cạch, cạch, loảng xoảng, bông tuyết đầy trời liên tiếp vỡ tan tành, chín con thanh loan biến ảo qua lại, biến ra kiếm thế mênh mông vô biên. Chẳng qua vẫn không có mấy khả năng ngăn cản dưới bàn tay khổng lồ này, chỉ có thể dần tan vỡ. Am, đến khi bóng ma màu đen kia lao xuống lúc, toàn bộ kiếm thế sụp đổ, tan biến khỏi đất trời trong nháy mắt. Phụt, gió tuyết mịt mùng tiêu tán, cơ thể Diệp Tử Lăng như tờ giấy mỏng bị vỗ bay ra ngoài. Nàng ta quỳ một chân dưới đất, miệng hộc máu tươi, gương mặt tái nhợt tựa như đóa hoa sắp lụi tàn. Quá đáng sợ, dù đối phương bị thương vô cùng nặng, chênh lệch nhường này vẫn không phải nàng ta có thể ngăn chặn được. Ý thức của Diệp Tử Lăng cũng dần mơ hồ sau một kích này. Tí te chi Lôi Ưng dẫm khí. Hắn một thân áo tơi, cổ tay áo bào không ngừng nhỏ giọt máu tươi. Một kích này hủy thiên diệt địa, trương hiển uy danh vô địch. Dọa cho Tiêu Khôn và các tà tu khác kinh hãi vô cùng, mặt mày cũng lộ rõ khẩn trương, không dám thở mạnh. Lôi Ưng liếc Diệp Tử Lăng, mặt nạ trắng đen biến ảo diễn hóa ra dáng vẻ âm trầm đáng sợ. Ngươi muốn chết, nhưng ta không muốn thành toàn ngươi. Ta phải cho ngươi biết cõi đời này có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cái chết. Bắt nàng lại, giữ cho người sống sót. Ta phải bán nàng ta tới ma vực, khiến nàng ta biết cái gì mới là tuyệt vọng chân chính. Có thể thấy được một kích vừa rồi khiến Lôi Ưng trả giá cực lớn, làm lửa giận trong lòng hắn dâng lên tới cực hạn. Dạ, vâng, vâng, Tiêu Khôn ngẩn người ra một lát mới đám tà tu khác tới gần Diệp Tử Lăng. Mình tỉnh táo. Vội vàng gật đầu gọi hai mắt Diệp Tử Lăng mơ hồ, phát hiện có người đến gần nhưng tay phải cầm kiếm lại mềm nhũ không còn sức lực. Trong lúc nàng so đấu với Lôi Ưng khi trước đã bị thương không nhẹ, một kích cuối cùng hoàn toàn làm nàng bị trọng thương. Giờ thì đừng nói đến chuyện ngăn cản đám người này, muốn tự sát còn không làm được ấy chứ. Nhưng ngay khi ý thức của nàng sắp mơ hồ hẳn thì có tiếng tiêu đồn dập chợt vang lên từ xa. Chanh, keng, tiếng tiêu như tiếng rồng ngâm, mang theo tức giận và cuồng bạo chưa bao giờ có. Giữa đất trời mờ mịt, đối phương thổi lên khúc nhạc vô cùng bá đạo. Nhất kiếm chảm phù vân, nhất kiếm phá cửu thiên, nhất kiếm diệt bát hoang, nhất kiếm bình tứ hải. Phù vân cửu thiên, bát hoang tứ hải. Lâm Nhất dung hợp M Thanh Vương Hầu với kiếm ý thông thiên, thổi ra âm thanh bá đạo nhất mình có thể tấu bằng sáo tử ngọc thần trúc. Rầm, rầm, ầm, tà tu tới gần Tử Lăng đều lần lượt bị tiếng tiêu đánh vỡ sọ, từng cơ thể không đầu đổ xuống ầm ầm. Từng cái đầu lâu nổ ra xương máu lạnh như băng theo tiếng tiêu. Ầm, Tiêu Khôn đứng trong cơn bão kiếm ý, phải dùng hết sức mới tránh thoát được, một quyền đánh nổ rất nhiều sóng âm, lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững nổi. Ai, nhưng đáp lại chỉ có tiếng sáo lạnh băng vô tình, kiếm ý bán bộ tứ phẩm được tiếng sáo thúc dục diễn hóa ra gấp bội. Kiếm ý hóa thành thương long quấn quanh gió và tia sét bàng bạc, đôi mắt tản ra kiếm quang đau mắt. Thương long này theo tiếng sáo cao vút đâm thủng hư không. Thoáng cái đã đâm thẳng vào người Tiêu Khôn. Phụt, hắn ta thương tích khắp người, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất lộn mấy vòng không bò dậy nữa. Tiêu Khôn nằm dưới đất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời có bóng người chậm rãi giáng xuống. Hắn một thân áo màu bạc, tay cầm sáo ngọc, đeo mặt nạ, mái tóc bạch kim dài tới eo, cõng hộp kiếm màu bạc. Toàn thân hẳn tản ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, tựa như khoác một tầng ánh trăng, lại giống như cả người toát ra nhàn nhạt ánh bạc. Giống như là khoác một tầng ánh trăng. Trông hẳn chẳng khác nào vầng trăng hạ xuống trần gian. Công tử Táng Hoa, hắn, sao hắn lại tới? Tâm mắt Diệp Tử Lăng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mông lung mà thôi, chẳng qua nàng ta đã quá quen thuộc tiếng sáo kia. Thế gian quá nhiều người am hiểu thổi sáo nhưng chỉ có một công tử Táng Hoa. Người có phong thái như vậy chỉ có hắn mà thôi. Nàng ta cố gắng mở mắt ra, nhưng làm cách nào cũng không được. Nàng ta vừa tức vừa vội. Chỉ cảm thấy sự sống đang nhanh chóng sói mòn. Mình phải chết, Diệp Tử Lăng suy nghĩ vẩn vơ, cũng không đau khổ hay hối hận, chỉ có bị thương vô hạn ngưng kết ra đóa hoa buồn bã trong mắt. Trong màn sương đen do tử vong ngưng kết mà thành lại loáng thoáng có ánh sáng màu bạc.
nhưng mắt của nàng ta đã không thể nhìn rõ thế giới này, chỉ có đóa hoa đang héo tàn. Doạt, Lâm Nhất đáp xuống cạnh Diệp Tử Lăng, gương mặt bị lớp mặt nạ che giấu lạnh lẽo khiếp người, ánh mắt băng giá. Sức sống đang nhanh chóng rút khỏi cơ thể Diệp Tử Lăng, nàng ta giống như một đóa hoa khô héo đang dần tàn lụi. Rõ ràng nàng ta có thể rời đi, không dám chậm trễ hơn nữa, hắn lấy một viên niết bàn đan tới, vội vàng khom người đưa vào miệng đối phương. Khoảnh khắc tiên dược vào miệng, sắc mặt Diệp Tử Lăng lập tức hồng hào với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Niết bàn đan được xưng là dục hỏa trùng sinh, chính là chỉ còn lại một hơi thở cũng có thể nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, vậy mà lại có thể khiến vết thương của nàng ta lành lại. Nàng ta nhắm chặt hai mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại, ý thức vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Có thể thấy sau khi đám người Lâm Nhất rời đi, Diệp Tử Lăng đã bị tổn thương nặng nề như thế nào. Lão đại, hắn chính là công tử Táng Hoa, một kẻ tàn nhẫn nổi danh Thương Huyền phủ gần đây. Lần trước ở Thiên Tinh Các của Ma vực Thương Huyền, hắn đã ra tay giết chết Bôn Lôi Ma Kiếm. Tiêu Khôn nhìn thấu lai lịch Lâm Nhất, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, giãy giụa chật vật đứng dậy. Những tên tà tu còn lại cũng đều lộ vẻ hoảng sợ, lặng lẽ rút lui một khoảng xa. Dạo này công tử Táng Hoa khá im ắng, chỉ xuất hiện vài lần, nhưng ai nấy đều biết trước đó hắn đã làm gì. Trong mắt đám tà tu, hắn chẳng khác nào sát thần. Lôi Ưng đứng giữa không trung nhìn chăm chăm vào Lâm Nhất, mặt nạ trắng đen lộ ra vẻ âm trầm. Có vẻ như tin đồn là sự thật, ngươi đúng là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông. Lôi Ưng hung tợn nhìn Lâm Nhất, chiếc mặt nạ trắng đen biến ảo không chút che giấu sát khí dập trời. Chẳng mắc mớ gì ngươi, sẵn sàng trả giá đắt đi. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn Lôi Ưng ở phía xa, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn. Chậc chậc chậc, đừng giả thần giả quỷ trước mặt ta, chút thủ đoạn nhỏ này. Của ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ở chỗ ta vẫn còn non lắm. Người khác sợ ngươi, nhưng Lôi Ưng này chưa bao giờ coi ngươi ra gì. Lôi Ưng một thân áo rơm, chiếc khăn đen trắng che kín gương mặt, khiến hắn ta có vẻ bí ẩn và kỳ dị. Trên chiếc mặt nạ thủy mặc biến ảo lộ ra vẻ châm chọc. Trước giờ hắn ta luôn khinh thường tên công tử Táng Hoa này. Chẳng qua chỉ nắm giữ vài đạo trong âm luật thôi, cũng chỉ có nơi bé nhỏ như Thương Huyền phủ mới khiến người kinh hãi. Soạt, vừa dứt lời, hắn ta biến thành một lồng ánh đỏ phá không mà tới. Quanh người hẳn bị ánh lửa và sấm sét ngưng tụ thành ma diễm màu đen vô cùng đáng sợ, thoáng cái đã bao trọn khắp người hắn ta. Đùng đoàng, khi hắn ta xé rách hư không bên trái, từng luồng tia chớp to đến cả chục. Trượng diễn hóa thành xích lôi, ngưng tụ ra mảng lớn ma ưng. Từng ngọn lửa ngưng tụ sang bên phải hắn ta thành một con chim lửa. Chim lửa và ma ưng song hành với Lôi Ưng xông tới, nháy mắt che khuất bầu trời, khắp trời bị dị tượng sấm sét và ngọn lửa được biến ra xâm chiếm. Chỉ mỗi dị tượng bậc này cũng đủ để đánh một cường giả cảnh giới pháp. Tướng trọng thương dễ dàng, Lôi Ưng dám cuồng ngạo như vậy đương nhiên có năng lực và sức mạnh của mình. Vù dưới lớp mặt nạ của Lâm Nhất, kén kiếm ẩn núp trong mi tâm run lên từng tràng tiếng gió, mặt nạ màu bạc bị sự thay đổi này ảnh hưởng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng thấy. Cả chiếc mặt nạ giống như hồ nước nơi vầng trăng rơi xuống. Đây là lần đầu hắn thúc giục kén kiếm trong mi tâm sau khi phá vỡ bình cảnh. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn tăng vọt trên người Lâm Nhất. Hắn nhẹ giọng thì thầm, núi cao còn có núi cao hơn. Ken két, giọng hắn có vẻ mông lung, nhưng từng chữ nặng như núi, khai thiên tích địa. Khi bảy chữ này thốt ra, bầu trời bị sấm chớp và lửa bao phủ thoáng cái nổ tung ra từng khe nứt. Vô số vô kể ánh sáng rỉ từ khe nứt ra ngoài, phủ lên người Lâm Nhất. Đó là ánh mặt trời phía trên mây, đó là kiếm ý thiên thượng, đó là truyền thuyết và vinh dự thuộc về kiếm khách. Đùng, khí thế hung hăng giết cho Lôi Ưng bất ngờ không kịp đề phòng, giật mình kinh hãi, hoảng sợ lùi lại ba bước trên không trung, áo tơi trên người lóe lên từng lồng tia sáng, rung động lớp lớp. Bị kiếm ý không thể tưởng tượng tấn công. Gió nổi lên sau lưng Lâm Nhất, thổi bay áo bạc của hắn, thổi rối mái tóc bạch kim. Mặt nạ trăng bạc che khuất gương mặt, bị từng luồng tóc bạch kim phủ lên. Đã không ai nhìn thấy được mặt hắn, chỉ có cặp mắt kia quanh quẩn kiếm quang, sát ý ngút trời. Máu trong người Lâm Nhất sôi trào, toàn bộ hoa tinh ma cháy hừng hực, hắn gầm lên, thần ở trên trời, kiếm ta hóa trời. Ầm, 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 tiếng nổ kịch liệt vang vọng bầu trời. Từng đám chim lửa và Lôi Ưng đều bị kiếm ý phía trên phù vân chém vỡ. Giờ khắc này, Lâm Nhất tựa thần linh, lời hắn vang vọng đất trời như tiên âm. Giờ khắc này, bầu trời khôi phục sáng sủa, toàn bộ ánh sáng và kiếm ý không chút keo kiệt phủ lên người Lâm Nhất. Trên người hắn toát ra ánh sáng bạc làm người ta lóa mắt, ánh mắt hắn quét qua,
Lôi Ưng hộc máu, bị đánh bay ra ngoài. Kiếm ý thần tiêu, khăn che mặt của Lôi Ưng lộ ra vẻ mỉa mai, trong mắt không sót lại chút gì. Hắn hiểu rõ kiếm ý thần tiêu có ý nghĩa thế nào. Đó là kiếm ý mà cả cảnh giới Long Mạch cũng không thể tùy tiện nắm giữ. Dù là ở hoang cổ vực cũng vô cùng hiếm thấy. Không đúng, nếu thật là kiếm ý thần tiêu, với tình trạng hắn ta bây giờ chịu kích vừa rồi không chết cũng hấp hối mới phải. Nhưng dù vậy, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Tiêu Khôn và đám tà tu chứng kiến cảnh này đều sợ đến choáng váng. Nhẹ nhàng nói mấy từ đã đánh cho Lôi Ưng hộc máu văng đi, cũng quá đáng sợ đi chứ. Tuy nói bây giờ Lôi Ưng không ở trong trạng thái điên cuồng nhất, mới vừa đánh với hai vị cảnh giới thần đan rồi lại đại chiến với Diệp Tử Lăng xong, còn bất chấp nguy hiểm sử dụng tinh tượng của mình. Nhưng nói thế nào hắn ta cũng là Lôi Ưng đấy, tu vi cảnh giới bán bộ thần đan, là kẻ tàn nhẫn tát chết Tân Phong chỉ bằng một cú tát, là tà tu đứng đầu bảng xếp hạng của Biển Khô Huyền. Khục khục, Lôi Ưng hạ xuống đất, khom người ho khan dữ dội, máu tươi nhuộm đỏ chiếc khăn che mặt trắng đen. Chậc chậc, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lôi Ưng cười quái dị, sau đó một cỗ khí tức cực kỳ ngang ngược từ từ tỏa ra từ trong người hắn ta. Khí thế vừa bị kiếm ý bán bộ thần tiêu đánh trọng thương, bây giờ lại ngưng tụ lại lần nữa. Rồi còn đang cuồng bạo không ngừng, nền tảng sức mạnh của hắn ta mạnh đến nỗi làm người ta giận sôi, Lâm Nhất cũng cảm thấy hít thở hơi khó khăn. Nét mặt hắn trở nên ngưng trọng, tên Lôi Ưng này chắc chắn không phải tà tu bình thường, có khi tông môn ma đạo mà hẳn ta theo học năm xưa có danh tiếng rất ngang ngược. Tiếc là ở trước mặt ta, người vẫn chẳng là gì. Ha ha, ta mặc kệ ngươi có lai lịch gì, đối đầu với ta thì chỉ có một kết cục, chết. Lôi Ưng cười lạnh một tiếng, rồi chợt rút ra thanh binh khí màu tím, đó là một thanh lôi kiếm lập lòe điện quang. Ha ha ha, Lôi Ưng khàn giọng cười như điên. Hắn ta cầm lôi kiếm phóng thích ra uy áp của nó. Thanh kiếm này, đồng tử của Tiêu Khôn co rút, Lôi lão đại bị bước đến đường cùng thật rồi, hắn ta không còn nhớ lần trước thanh lôi kiếm này được rút ra là lúc nào nữa. Thánh binh ư, mí mắt Lâm Nhất giật giật, hắn đặt Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu bên môi, rồi thổi ngay. Chết đi, Lôi Ưng tay cầm thánh binh, mỉm cười dữ tợn đánh tới, lôi kiếm vung liên tục trong không trung. Keng keng keng, các dị tượng do âm luật hóa thành bị nó chém vỡ liên tục. Nháy mắt đã đánh đến trước mặt Lâm Nhất. Bụi hoa nhô lên từ nơi nào? Lâm Nhất thấy biến không sợ, âm có năm thanh, cung thương giác chủy vũ, luật có hoàng trung, đại lữ, thái thốc. Âm dương 12 trọng, trong phút chốc hắn đã thổi ra đủ loại huyền diệu của âm vương hầu, âm dương ngũ hành, nhật nguyệt xoanh chắc, thiên địa biến ảo, tầng tầng lớp lớp trong tiếng tiêu. Ầm, vào thời khắc nguy hiểm, ánh kiếm sắp bổ xuống, một đóa tường vi huyết sắc ầm ầm nở ra trước mặt hắn. Tường vi huyết sắc dung hòa kiếm ý nửa bước tứ phẩm và âm sắc của âm vương hầu, trong suốt lóng lánh, màu đỏ như máu, lạnh lẽo xinh đẹp. Kiếm quang chém lên tường vi, tiếng kim thiết chói tai theo đó vang lên, tia lửa văng khắp nơi, gợn sóng của dư âm dao động hết vòng này đến vòng khác trong không trung. Tiếng tiêu của Lâm Nhất không dừng, hắn thừa cơ lùi về sau một đoạn. Răng rác, tường vi huyết sắc chỉ duy trì được một lúc liền bị Lôi Ưng chém vỡ, hẳn ta lao đi giữa các mảnh hoa vỡ. Vung tay lên, thánh văn trên lôi kiếm tỏa ra hào quang, chém vỡ từng tầng dị tượng do âm luật hóa thành trên không trung. Phanh, 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 hắn ta điên cuồng gào lên liên tục, ánh đao lóng lánh lóe sáng rực rỡ trong tâm nhìn. Mỗi một lần, kiếm quang đó đều có thể dễ dàng chiếm lấy con ngươi của hắn, tựa như một giây sau, hắn sẽ bị kiếm quang chém thành mảnh vụn vậy. Nhưng Lâm Nhất luôn có thể ngưng kết ra dị tượng ở thời khắc mấu chốt, chặn lại chiêu kiếm tuyệt sát hung ác đó. Ầm ầm ầm. Cuối cùng dị tượng của kiếm pháp Trần Quang đã đạt đến mức độ cao nhất, tiếng tiêu của Lâm Nhất cao vút, giống như một con rồng sông lên tầng mây. Ta đến từ bầu trời, hoa nở từ trong bàn tay ta. Nhân gian không có gì, tặng quân Bạch Mã Đề. Nhất niệm Trần Quang tan hết, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Trong hư không nở ra từng đóa hoa trắng, đóa hoa lấp lánh vâng sáng thiêng liêng, giống như ngọn đèn đong đưa, kiếm thế hủy diệt trong tiếng tiêu của Lâm Nhất lại đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hắn đi qua vạn bụi hoa, thổi tiêu mà đứng, một thân ngân sam, hào quang thần tiên tỏa ra. Hủy diệt cho ông đây. Lôi Ưng trông thấy dị tượng hùng vĩ cỡ này, hắn ta căng cả da đầu, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng thét. Hắn ta cầm chặt lôi kiếm trong tay, 100 đạo thánh văn nở rộ cùng lúc trên thanh kiếm, diễn hóa ra từng tia chớp màu đen xông thẳng lên vòng trời. Ầm ầm, trong phút chốc, sắc trời trở nên tối mịt, đột nhiên, Lôi Ưng bổ xuống một đao. Kiếm quang đầy trời và tia sét hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen, trên bàn tay khổng lồ ấy có ma văn màu máu quấn quanh, nó đổ từ trên trời xuống. Đây là lực lượng tuyệt đối,
đây là uy áp của thánh binh, đây là tôn nghiêm của bán bộ thần đan. Quỳnh, biển hoa nở rộ trong không trung bị một trường đập nát, Lâm Nhất đứng một mình lập tức bị vỗ trúng ngay tại chỗ. Răng rắc, mặt đất điên cuồng rung chuyển, rồi chợt nổ tung, bụi bay mù mịt, những tảng đá khổng lồ bay ngang bầu trời. Xuất, xoẹt, xoẹt, Tô Tiêu Khôn và những tà tu đang lùi ra xa, lại lần nữa quay lại bên cạnh Lôi Ưng, cả đám nhìn ra đằng xa với vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó, tất cả bọn họ đều toát mồ hôi lạnh, trong làn bụi mù mịt kia, có một thân ảnh đang cố đứng lên, chỗ mà hắn đứng rõ ràng là chỗ Diệp Tử Lăng đang ở. Trời sập, đất lõm, cả khu rừng huyết thạch đều kinh hãi trước một cú đánh hủy diệt. Duy chỉ có chỗ Lâm Nhất đang đứng, là không tổn hao gì. Hắn khom người chật vật đứng lên, trong làn bụi mù mịt, không nhìn thấy rõ hình dáng của công tử Táng Hoa. Nhưng có thể cảm nhận được một ánh mắt xuyên qua hư không, nóng cháy như ngọn lửa, nhìn bọn họ chằm chằm. Máu chưa cạn, cuộc chiến chưa ngừng. Trong đống đổ nát bị tàn phá, khí thế còn sót lại của Lâm Nhất và Lôi Ưng vẫn như thủy mặc vô ảnh vô hình quanh quẩn trong khoảng không. Những tảng đá khổng lồ giữa không trung cứ lơ lửng lên lên xuống xuống trong trận giằng co này. Lâm Nhất thở dốc, từ nửa dưới khuôn mặt không bị mặt nạ che, có thể thấy mặt hắn trắng bệch. Thực lực khủng bố của Lôi Ưng còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Nhất, nó vượt xa những gì mà bán bộ thần đan có thể giải thích. Hắn ta là một yêu nghiệt ma đạo, gần như có thể chắn rằng hắn ta từng là đệ tử hàng đầu của một tông môn ma đạo nào đó, thậm chí Lôi Ưng chưa chắc đã là tên thật của hắn ta. Hiện tại không phải đêm trăng tròn, Lâm Nhất không thể tung ra kỹ năng mạnh nhất của mình, dù cho Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu mạnh hơn thanh kiếm trong tay đối phương nhiều. Hắn cũng không chiếm được lợi thế mấy, khi thánh binh ở trong tay Lôi Ưng, nó bộc phát ra uy lực quá đáng sợ. Cuối cùng Lâm Nhất đã hiểu, vì sao hai vị trưởng lão cảnh giới thần đan lại chết trong tay hắn ta rồi. Một kích vừa rồi gần như đã phá vỡ toàn bộ tử kim long văn trên người Lâm Nhất, thương long thánh giáp chỉ tồn tại trong giây lát liền bị bàn tay khổng lồ kia đập nát. Còn may, cuối cùng cũng vượt qua được. Lâm Nhất thở dốc, hắn cúi đầu nhìn Diệp Tử Lăng, khuôn mặt nàng ta đang đỏ hồng. Ngày thường khuôn mặt đó lạnh như băng tuyết, bây giờ ngủ say rõ ràng trông rất dịu dàng, đúng là hiếm thấy. Nếu nữ nhân này mà không suốt ngày để mặt lạnh lùng, thì thật ra cũng rất xinh. Sự mệt mỏi vô tận tràn vào đầu hắn, Lâm Nhất hít sâu một hơi, cố từng chút một để đứng lên. Nhưng hòm kiếm sau lưng thật sự quá nặng, nó như một ngọn núi đè lên người hắn. Hộp kiếm rung rung, huyết diệm long văn kim ở bên trong lại bắt đầu vùng vẫy. Trong đôi mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa, khuôn mặt tái nhợt mỉm cười. Cho dù là vì nữ nhân này, thì hắn cũng không thể ngã xuống tại đây, nếu không. Thì kém quá, hắn là công tử Táng Hoa cơ mài. Lâm Nhất quát trong lòng một tiếng, sau đó sống lưng cong cong lại đứng đẳng dậy như một thanh kiếm, đứng thẳng người trong làn bụi khắp trời. Vùi, vùi vùi kiếm ý còn sót lại vù vù giữa đất trời, chúng hoan hô nhảy nhót. Tựa như cảm nhận được chiến ý của Lâm Nhất vào giờ phút này. Kiếm khách lứa chúng ta, há lại gục ngã dễ dàng như vậy, còn thở là còn chiến. Máu chưa cạn, chiến chưa ngừng. Chiến, 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 Lâm Nhất đứng trong làn bụi cười như điên, máu nóng trong lồng ngực sục sôi. Thằng này điên rồi à? Đám tà tu thấy Lâm Nhất lại đứng lên tiếp từ trong làn bụi, rõ ràng đã bị thương rất nặng, nhưng kiếm thế lại một lần nữa hội tụ lại, mọi người thấy mà choáng. Ai trong số họ cũng là tà tù giết người không chớp mắt, sát phạt quyết đoán, lòng dạ độc ác. Nhưng hình như, cái người trước mặt đây còn hung hãn hơn bọn họ nhiều, tiếng cười man dợ này điên cuồng quát. Đáng hận, Lôi Ưng chửi, giờ phút này hắn ta cũng không dễ chịu gì, đánh liên tục mấy trận căng thẳng, đầu tiên là giao thủ với hai vị cảnh giới thần đan, rồi lại đánh với Diệp Tử Lăng. Vết thương của hắn vẫn chưa được kiểm soát, hắn ta đã lôi cả thánh binh ra rồi mà vẫn chưa chắc đã giết được Lâm Nhất. Nghĩ cái là biết, hiện giờ hắn đang cáu kỉnh cỡ nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 154.